Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 50 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp được phát trên kênh truyện ngôn tình cổ đại qua sự diễn đọc của Totoro-chan, Mặc Mặc đã nói rõ thân thế của mình trong Nguyên Ca và hai người coi như đã ước định chung thân. Diệp Vấn Khanh sau một thời gian im hơi lặng tiếng đã lại tái xuất giang hồ. Hãy cùng xem nàng ta sẽ lại sinh sự gì với Nguyên Ca nhé. Các bạn hãy để lại bình luận cổ vũ cho Chan. Like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra tập truyện mới nhé. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật. Truyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp do Trang diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh truyện YouTube ngôn tình cổ đại. Nếu mọi người thấy hình ảnh và âm thanh truyện này xuất hiện ở bất cứ đâu thì đó là ăn cắp. Xin vui lòng giúp Trang report nó. Chan cảm ơn và chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Chương 178, khiêu khích. Ôn tỷ tỷ còn đang chờ ta. Không biết qua bao lâu, Bùi Nguyên Ca mới tỉnh táo lại từ trong triền miên. Tuy rằng nói nàng không phải kiểu người uốn éo ra vẻ, nếu thích Vũ Hoàng Mặc thì sẽ thản nhiên thừa nhận. Nhưng nghĩ đến hôn môi mới vừa rồi, vẫn cảm thấy hai gò má nóng lên. Theo bản năng muốn chuyển đề tài câu chuyện, ho khan một tiếng nói. Ta và Ôn tỷ tỷ học cưỡi ngựa, nàng đưa Lý Tiểu Thư đến chỗ thái y. Rất nhanh sẽ trở về, nếu phát hiện không thấy ta, nàng sẽ sốt ruột. Dưới sự bối rối, ngay cả nói chuyện cũng có chút lộn xộn. Vì sao lại tìm Ôn Dật Lan? Vũ Hoàng Mặc vốn nhớ Nguyên Ca nhớ đến phát điên, lại vừa mới hẹn thề, đúng là muốn mọi thời mọi khác đều dính vào cùng một chỗ với nàng. Nghe được Nguyên Ca nói, muốn rời đi lại là vì Ôn Dật Lan, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái, hừ lại một tiếng nói. Cho dù toàn bộ vương triều đại hạ, thuật cưỡi ngựa của ta cũng được tính là nổi trội. Muốn học cưỡi ngựa, tìm Ôn Dật Lan gì chứ? Ta dạy cho nàng. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn phải trừng trị nữ nhân vướng bận Ôn Dật Lan kia mới được. Có điều, cũng không thể để cho Nguyên Ca biết là được. Được rồi, Hoàng Mặc, đừng cáu kỉnh nữa. Bùi Nguyên Ca nói lời mềm mỏng. Ta là nói thật, ta ở trong này chậm trễ lâu như vậy. Có lẽ Ôn tỷ tỷ đã sớm trở lại, không thấy ta, nói không chừng sẽ cho rằng ta đã xảy ra chuyện. Nếu bởi vậy mà ầm ĩ lớn chuyện, ngược lại lại không tốt. Hơn nữa, chàng còn bị trọng thương như vậy, tối hôm qua lại sốt cao. Hẳn là cố gắng điều dưỡng, nhanh chóng trở về dưỡng thương đi. Cuối cùng vẫn là xem ở trên phần nàng đang suy nghĩ cho hắn. Vũ Hoàng Mặc miễn cưỡng tiếp nhận lý do của nàng, phóng ngựa đưa nàng đến rừng rậm bên cạnh. Ngó nghiêng ra phía ngoài dò xét, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời vui vẻ nói. Được rồi, Ôn Dật Lan còn chưa trở về, không bằng chúng ta lại chờ một lúc ở trong này. Chờ nàng ấy trở lại, nàng lại đi ra. Nói xong ánh mắt lóe sáng, nhìn Bùi Nguyên Ca, óng ánh như ngôi sao. Bùi Nguyên Ca không khỏi bật cười, nhưng trong lòng cũng dâng lên một loại ngọt ngào khôn kể. Nàng thích lại cảm giác được hắn không muốn rời xa này, thật giống như có sợi dây vô hình buộc chặt lẫn nhau cùng một chỗ, mà không phải là một mình, kịch một vai. Đồ ngốc! Vũ Hoàng Mặc cong môi cười, cho dù là bị Nguyên Ca mắng là đồ ngốc thì cũng là vui vẻ. Đồ ngốc nào đó đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thoáng nhìn, rời mắt thấy được xa xa dường như có người đang tranh chấp, tập võ lâu dài luyện thành đôi mắt sâu sắc, nháy mắt đã nhận ra những người đó, có chút buồn phiền nhíu mày, bỗng nhiên lại duỗi tay, xoay mặt Bùi Nguyên Ca lại, đối mặt cười rạng rỡ với nàng. Phía trước không có gì đẹp đẽ, không nên nhìn, đều nhìn ta đi, ta rất là đẹp mắt đó. Đột nhiên thần thần bí bí nói không nên, nhìn ở phía trước, ngược lại Bùi Nguyên Ca càng muốn xem, quay đầu nhìn lại. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đã nói là không nên nhìn mà. Vũ Hoàng Mặc đưa tay lại xoay đầu nàng lại lần nữa. Ánh mắt nhấp nháy vụt sáng nói. Đã nói là ta rất đẹp mắt. Nhìn ta đi này. Là Ôn tỷ tỷ, hình như xảy ra chuyện rồi. Chính là vừa nhìn thoáng qua, nhưng Bùi Nguyên Ca cũng nhận ra. Nữ tử xa xa kia quần áo vàng nhạt, đúng là quần áo Ôn Dật Lan đã mặc. Chung quanh mơ hồ còn có những người khác, hình như là đang tranh chấp gì đó. Thân phận Ôn tỷ tỷ bày ra ở nơi đó, nàng cũng không phải là người không phân rõ phải trái. Người thường không ở Mỹ nổi với nàng, thoạt nhìn đã xảy ra chuyện. Hoàng Mặc, chúng ta đi qua xem một chút. Không đi, Ôn Dật Lan có cái gì đáng xem, đẹp mắt hơn ta sao? Vũ Hoàng Mặc quay đầu nổi giận nói. Rõ ràng hắn thấy Ôn tỷ tỷ xảy ra chuyện trước, cố ý hành vi khác thường, gây chú ý cho nàng. Đợi sau khi nàng nhận thấy thì lại dỗi không cho nàng đi qua. Hoàng Mặc này. Bùi Nguyên Ca có chút giở khóc giở cười, giống như lúc đầu khi tiếp xúc với Vũ Hoàng Mặc, hắn cũng thường xuyên bày ra loại dáng vẻ cổ quái ngây thơ này với nàng. Sau đó,
Sau khi Phủ Trần Quốc hầu tử hôn thì chưa từng gặp lại, hắn trở nên ôn hòa mà săn sóc, khắp nơi đều thay nàng suy nghĩ chu đáo. Mà hiện tại, sau khi hai người thật sự xác định, hắn lại dường như trở lại điểm bắt đầu, lại thích đùa giỡn loại trò lừa bịp này. Chẳng qua khác biệt với kiêng kỵ bóng ma Vũ Bằng Mặc bất định lúc đầu, hiện tại Bùi Nguyên Ca vừa tức giận lại vừa buồn cười đối với Vũ Bằng Mặc như vậy. Đây là đang làm nũng với nàng sao? Hoàng Mặc, đừng ầm ĩ nữa, ngoan. Bùi Nguyên Ca vỗ về hắn. Vũ Bằng Mặc thật sự không giận dỗi lâu lắm, hừ một tiếng, giao dây cường đến tay nàng, xoay người xuống ngựa rầu rĩ nói, nàng hãy đi trước đi, sau đó ta sẽ đi ra theo. Hắn cũng rõ ràng, dưới tình huống hiện tại, Nguyên Ca vẫn là người Thái hậu chuẩn bị cho Hoàng đế. Nếu hắn công khai, biểu hiện quá mức thân thiết với nàng, sẽ dễ dàng trêu chọc thị phi, đưa tới lời đồn không căn cứ cho Nguyên Ca, bởi vậy tự giác tránh đi nghi ngờ. Ôi, chàng đừng có động tác quá lớn như vậy, cẩn thận miệng vết thương lại nứt ra. Bụi Nguyên Ca vội vàng nói, thì ra Nguyên Ca vẫn quan tâm hắn đấy chứ. Vũ Hoàng Mạc nhất thời tươi cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay nói, không sao, không có việc gì, ta sẽ cẩn thận, nàng hãy đi trước đi. Thấy hắn hành động không trở ngại, dường như thật sự không có việc gì, Bùi Nguyên Ca mới yên tâm mà thúc ngựa đi tới chỗ Ôn Dật Lan, đi đến gần. Trong lúc đó, đứng đối diện Ôn Dật Lan là một phi tử, mặc áo cân vạt màu đỏ tay lửng, dưới phối, váy dài nhũ đỏ bạc, lại hoàn toàn là vẻ vinh mặt hất hàm sai khiến, mang theo một vẻ kiêu căng và ngang ngược, ăn trên ngồi trước, phá hủy dung mạo vốn coi như xinh đẹp tuyệt trần, không phải người khác mà chính là Diệp Vấn Khanh. Mà bên cạnh bọn họ còn đứng một nữ tử mặt lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa, lại chính là Triệu Nguyệt Yến nổi lên xung đột với các nàng lúc trước. Ngoài ra, còn có 3-4 thiếu nữ đứng ở bên cạnh Triệu Nguyệt Yến, đều là những nữ tử trước kia. Nhìn trước mắt và tình hình hai bên, Bụi Nguyên Ca đã đoán ra đại khái. Quả nhiên, Triệu Nguyệt Yến không phải là người chịu ngậm bồ hòn, chẳng qua bị vướng người tâm phúc bên cạnh Thái hậu là nàng, không dám đắc tội, lúc này mới nén giận. Kết quả không biết tại sao, lại bắt lên quan hệ với Diệp Vấn Khanh, 8 phần là xúi dục gì đó, dẫn tới Diệp Vấn Khanh nổi lên tranh chấp với Ôn Dật Lan. Trong lòng Bụi Nguyên Ca cười lạnh, khó trách Ôn Dật Lan không thích đám người Triệu Nguyệt Yến, thích bắt nạt kẻ yếu, vừa thích bắt cầu cười lửa, châm ngòi thị phi, quả nhiên thật khiến cho người ta chán ghét. Ôn tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Bùi Nguyên Ca điều khiển ngựa tới trước, lên tiếng hỏi, sau đó xoay người xuống ngựa, quay đầu chào hỏi với Diệp Vấn Khanh. Diệp tiểu thư, lập tức ánh mắt chuyển tới trên người đám người Triệu Nguyệt Yến, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra một nụ cười. Triệu tiểu thư, còn có các vị tiểu thư này, lại gặp mặt rồi. Dù như thế nào, lễ nghi nên có luôn phải có, Bùi Nguyên Ca chưa bao giờ để cho người ta bới móc khuyết điểm ở trên mặt này. Thấy Bùi Nguyên Ca tiến đến, đám người Triệu Nguyệt Yến nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Trước đó, bị Bùi Nguyên Ca uy hiếp thúc ép, các nàng phải cúi đầu với Lý Tiêm Nhu, trong lòng vốn là nghẹn quất, không ngờ rời đi không bao lâu, lại không cẩn thận gặp vị đại tiểu thư Diệp Vấn Khanh này. Tuy nói là hoàng hậu bị phế nhưng thái hậu vẫn còn, Diệp thị cũng vẫn hưng thịnh như cũ, Triệu Nguyệt Yến trêu chọc được nàng ta, vội vàng nói ân hận. Kết quả trong lúc vô ý nói đến Bùi Nguyên Ca, lại khơi dậy tính tình của Diệp Vấn Khanh, nói muốn đòi lại công bằng cho các nàng, bèn dẫn theo các nàng tới bên này, vừa vặn chặn đứng Ôn Dật Lan, hai bên đèn nổi lên tranh chấp. Hiện tại Bùi Nguyên Ca đã đến đây thì càng tốt hơn, vừa rồi ỷ vào thái hậu sủng ái ức hiếp các nàng như vậy, hiện tại đến phiên Bùi Nguyên Ca nếm thử mùi vị này, nàng được thái hậu yêu thích nữa thì cũng chỉ là người ngoài. Diệp Vấn Khanh lại là đích tiểu thư phủ Trương Quốc Công, có huyết thống thân nhất với thái hậu, thân sơ gần xa lại rõ ràng hết mức. Hơn nữa nhìn bộ dáng Diệp Vấn Khanh hình như vốn là không thích Bùi Nguyên Ca, lại bị các nàng lấy phế hậu châm ngòi vài câu, hiện tại đang lúc nổi nóng, chờ một lát Bùi Nguyên Ca sẽ khó chịu. Hơn nữa, giọng Bùi Nguyên Ca chào hỏi Diệp Vấn Khanh ôn hòa như vậy, nói vậy chắc cũng không dám đắc tội vị thiên chi kiêu nữ này. Đám người Triệu Nguyệt Yến cho rằng như thế, nhưng mà lúc này ánh mắt Bùi Nguyên Ca xẹt qua trên người các nàng, ánh mắt bình tĩnh mà ôn hòa kia, cùng với ý cười nhợt nhạt ở khóe miệng nàng, lại khiến đám người Triệu Nguyệt Yến vốn tràn đầy tin tưởng, đột nhiên trong lòng phát lạnh, không hiểu sao, chỉ có dùng mình, miễn cưỡng nói, Bùi tứ tiểu thư, thân thể không tự chủ, rụt lui về phía sau. Diệp Vân Khanh thấy vậy, càng thêm giận, không nhịn nổi, cười lạnh nói, Bùi Nguyên Ca, người có oai phong thật lớn, chẳng qua chỉ là nữ nhi của thượng thư hình bộ,
lại có thể dọa Đường tỷ Triệu Tiệp Dư sợ tới mức cầm như hến. Có thể thấy đường kiêu ngạo của ngươi có bao nhiêu hung hăng. Đừng tưởng rằng Thái hậu coi trọng ngươi, ngươi bèn thật sự xem mình là Phượng Hoàng. Hôm nay ta sẽ thay Thái hậu nương nương dạy dỗ ngươi một chút, miễn cho ngươi làm mất thể diện của lão nhân gia bà. Tối hôm qua mới đụng phải cái đinh Bùi Nguyên Cà ở chỗ Thái hậu, rốt cuộc Diệp Vấn Khanh cũng tỉnh ngộ một chút, biết phải lấy Thái hậu làm ngụy trang. Nguyên Cà, đừng để ý tới nàng ta, căn bản là không có cách nào nói lý. Thấy Bùi Nguyên Cà lại đây, Ôn Dật Lan kéo cánh tay của nàng lại căm giận nói: sau khi ta đưa Lý tiểu thư trở về không thấy muội, bèn cưỡi ngựa tìm khắp nơi, kết quả là bị Diệp Vấn Khanh chặn ở đây, nói ta liên thủ với muội ý thế hiếp người, bắt nạt Triệu Nguyệt Yến cướp ngựa của nàng ta, chiếm chỗ cưỡi ngựa của nàng ta. Đáng giận nhất là ngay cả quan viên trông giữ ngựa cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại ăn khớp với lời Diệp Vấn Khanh nói Triệu Nguyệt Yến nhận đi là ngựa của Lý tiểu thư, những người đó lại khóc sướt mướt nói chúng ta bắt nạt người, quả thật là buồn cười. Cái gì chứ? Không phải mới vừa rồi các ngươi ồn ào muốn tới chỗ quan viên trông coi giữ ngựa làm chứng thực sao? Hiện tại chứng minh là Lý Thiệp Nhu cướp ngựa của ta, sao lại muốn chơi xấu rồi? Không phải mới vừa rồi nói muốn đến chỗ Thái hậu phân xử hay sao? Tốt, hiện tại chúng ta để cho mọi người đến phân xử thử. Nếu có quan viên trông giữ ngựa làm chứng, Triệu Nguyệt Yến lại có sức lực, không nhịn được, vươn lên khiêu khích Bùi Nguyên Ca. Tốt nhất có thể bởi vì sự kiện này khiến cho Thái hậu nổi lên ác cảm với Bùi Nguyên Ca, xem về sau nàng ta còn kiêu ngạo như thế nào. Bùi Nguyên Cà đương nhiên hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tuy nói đã trải qua phế hậu, hoàng đế lại đang ra tay loại trừ. Nhưng bởi vì làm việc bí ẩn, hơn nữa thủ đoạn của Thái hậu, người ở bên ngoài thoạt nhìn Diệp Thị vẫn là một mảnh màu sắc rực rỡ. Quan viên trông giữ ngựa tất nhiên là muốn lấy lòng Diệp Vấn Khanh, bởi vậy sửa miệng theo nàng ta. Mà Diệp Vấn Khanh và Triệu Nguyệt Yến lại muốn dựa vào chuyện này để chèn ép danh tiếng của nàng. Thật sự là ngây thơ. Cho rằng có lời nói của quan viên trông giữ ngựa là đủ rồi sao? Người đừng có mà đổi trắng thay đen ở đây. Rõ ràng chính là các người bắt nạt Lý tiểu thư, còn hại nàng bị thương, hiện tại lại còn muốn... Ôn Dật Lan tức giận nói. Triệu Nguyệt Yến có chút đắc ý. Người luôn miệng nói chúng ta bắt nạt Lý Thiêm Nhu, cướp ngựa của nàng ta, làm hại nàng ta bị thương. Có ai thấy được sao? Chỉ có các người ở đây, dứt khoát, nói bậy, ai sẽ tin? Ta thấy. Chương 179. Bên nào cũng cho là mình phải. Người tới thân mặc một bộ hồng y, ở trong gió thu hệt như một ngọn lửa bùng lên, tươi đẹp nhiệt liệt mà chói mắt. Nhưng dung nhan tuyệt mỹ này lại hoàn toàn áp đảo quần áo màu tươi đẹp, mày sửa mắt phượng, gợn sóng mênh mang. Mỗi một ánh mắt chăm chú đều làm lòng người say mê muội. Hơn nữa, giờ này khắc này, trong đôi mắt vũ hoàng mặc, ánh sáng óng ánh, da thịt như ngả voi tinh tế tỉ mỉ càng giống như Minh Châu, hiện ra sáng bóng nhàn nhạt, tăng thêm tao nhã, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời, nữ tử ở đây đều khó tránh khỏi ái mộ với loại mỹ mạo này, sắc mặt đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Diệp Vấn Khanh gần như si mê nhìn Vũ Hoàng Mặc, lần đầu tiên gặp mặt từ khi còn bé, nàng ta đã bị mỹ mạo của Vũ Hoàng Mặc mê hoặc, theo đuổi mãi tới bây giờ. Nhưng lúc này cũng hiểu được, bây giờ Cửu Ca Ca hình như càng thêm mỹ mạo chói mắt so với thường ngày, tâm thần say mê, một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Lập tức thay đổi thành khuôn mặt tươi cười dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, ỏn ẻn lên tiếng nói. Cửu ca ca. Nói xong nhấc váy chạy lên, muốn kéo cánh tay hắn lại. Cửu ca ca, ta đã nghe Gia Gia nói. Bởi vì người có chuyện quan trọng chậm trễ, ngày thu săn đầu tiên, sáng sớm hôm nay mới chạy tới bãi săn. Ta vừa biết, bèn đi tìm ngươi. Nhưng Liễu Quý Phi nương nương nói người không ở đó, ta tìm ngươi rất lâu cũng không tìm được. Người đi đâu vậy? Sao không nói cho ta biết một tiếng? Giọng Diệp Vấn Khanh dịu dàng kiểu mị, cùng với cả lú lấp miệng em mới vừa rồi, hoàn toàn là hai người khác nhau. Nhưng mà nói đến cuối cùng đã có chút tắc nghẽn biến âm, bởi vì Vũ Hoàng Mặc căn bản là không để ý tới nàng ta. Thân hình khẽ lách, làm cho tay nàng ta rơi xuống trống không. Sắc mặt Diệp Vấn Khanh nhất thời đỏ bừng lên, cũng không phải e lệ, mà là lúng túng xấu hổ và giận dữ. Theo bản năng nhìn người khắp bốn phía, trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần ai dám lộ ra ý cười nhạo thì tuyệt đối không tha thứ. Nhưng mà phóng tới tầm mắt, chỉ thấy trong đôi mắt đám người Triệu Nguyệt Yến đều toát ra vẻ si mê, kinh ngạc nhìn Vũ Hoàng Mặc, sắc mặt đỏ bừng hệt như là uống rượu vậy, e lệ không thôi. Thấy thế, Diệp Vấn Khanh cảm tức giận nhưng không có chỗ phát tiết, ánh mắt lộ ra phẫn hận, thậm chí còn mang theo một tia u ám. Những người như Triệu Nguyệt Yến này tính là thứ gì?
còn dám mơ ước Cửu Ca Ca. Cửu Ca Ca là của nàng. Triệu tiểu thư, các ngươi nhìn đủ chưa? Thân là nữ tử lại không biết rụt rè như thế, còn ra thể thống gì? Diệp Vấn Khanh lạnh lùng quát hỏi. Lúc này, đám người Triệu Nguyệt Yến mới bừng tỉnh, tiếp xúc với đôi mắt Diệp Vấn Khanh lạnh như băng, trong lòng cũng run lên, vội vàng thu hồi ánh mắt. Diệp Vấn Khanh ái mộ Cửu Điện Hạ vốn là chuyện bí mật công khai, mọi người đều biết, chỉ tiếc thần nữ có ý, từ vương vô tình. Cửu Điện Hạ chưa bao giờ có thêm một biểu cảm đối với nàng ta, nhưng Diệp Vấn Khanh cũng coi như là kỳ hoa, khi bại khi thắng cũng không nổi giận, càng dây dưa liên tục không ngừng. Cũng bởi vậy, đối với nữ nhân xuất hiện bên cạnh Cựu Điện Hạ, Diệp Vấn Khanh cũng đặc biệt mẫn cảm. Hơi có nghi ngờ là sẽ tăng thêm sửa trị, mãi đến khi nàng kia không dám tiếp xúc Cựu Điện Hạ mới thôi. Mới vừa rồi, các nàng si mê nhìn Cựu Điện Hạ như vậy, nói không chừng đã bị Diệp Vấn Khanh ghen ghét lên rồi. Đích nữ phủ Trương Quốc Công, đó cũng không phải là người mà các nàng có thể trêu chọc. Ôn Dật Lan và Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh nhau, thật sự cảm thấy mở mang tầm mắt. Rõ ràng chính là Diệp Vấn Khanh mặt dày dây dưa Vũ Hoàng Mặc trước, kết quả lại lấy lý do không biết rụt rè quát lớn đám người Triệu Nguyệt Yến, thật sự chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Ôn Dật Lan bĩu môi, không muốn đưa tới tay bay vạ gió, kéo Bùi Nguyên Ca lùi vài bước về phía sau, bảo trì khoảng cách với Vũ Hoàng Mặc. Thấy thế, trong lòng Vũ Hoàng Mặc không nhịn được tức giận, Ôn Dật Lan này mỗi lần đều đối đầu với hắn. Thấy sắc mặt Diệp Vấn Khanh không tốt, rất có xu thế khởi binh vấn tội. Trong lòng Triệu Nguyệt Yến sợ hãi, vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, Cửu Điện Hạ tới rất đúng lúc, vị Bùi tứ tiểu thư này và Ôn tiểu thư ỷ thế ức hiếp đám người tiểu nữ, còn nhờ có Diệp tiểu thư bênh vực lẽ phải, lấy lại công bằng cho chúng ta. Hiện tại Cửu Điện Hạ tới, vừa vặn xin Cửu Điện Hạ tới chủ trì công bằng. Đầu tiên là vị vẻ xinh đẹp của Vũ Hoàng Mặc mê hoặc, sau đó lại bị Diệp Vấn Khanh thoáng tức giận. Nàng chỉ lo rời đi tiêu điểm, lại đã quên lời Vũ Hoàng Mặc mới vừa nói. Ồ, Ôn tiểu thư và Bùi tứ tiểu thư ỷ thế ức hiếp các ngươi. Vũ Hoàng Mặc lặng yên cười, khóe môi hơi cong lên, tào nhã tuyệt thế, mị hoặc tự nhiên. Vậy thì kỳ quái, vừa mới rồi bản điện hạ vừa vặn đi qua nơi đó, lại thấy nữ nhi Lý Các Lão cưỡi ngựa. Kết quả các ngươi lại tới đó, mạnh mẽ đoạt ngựa của nàng ấy, lại cố ý phóng ngựa dọa nàng ấy sợ hãi. Thế cho nên nàng ấy ngã xuống ngựa, hiện tại các ngươi lại nói Ôn tiểu thư và Bùi tứ tiểu thư ỷ thế ức hiếp các ngươi. Nói như vậy, chẳng lẽ là bản điện hạ nhìn lầm rồi hay sao? Lúc chuyện phát sinh, hắn đã sớm ẩn thân ở trong rừng rậm, chú ý hành tung của Nguyên Ca, cũng vừa vặn thấy được hành tung của đám người Triệu Nguyệt Yến. Cửu điện hạ. Triệu Nguyệt Yến hoảng sợ, không ngờ hết thảy lại bị Cửu điện hạ nhìn ở trong mắt, run rẩy nói. Cửu điện hạ, không phải như thế, không phải... Đột nhiên nhớ tới cái gì, như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, vội nói. Chỗ quan viên trông giữ ngựa đó đã có ghi lại, con ngựa kia vốn chính là ta dắt đi. Cửu điện hạ có thể đi hỏi một chút quan viên trông giữ ngựa thì sẽ biết. Quan viên trông giữ ngựa, mắt phượng của Vũ Hoàng Mặc hơi nhíu, trong đôi mắt như ngọc lưu lê, đèn khúc xạ ra ngàn vạn hảo hòa tào nhã. Quả thực, thu săn mang đến nhiều ngựa như vậy là vì phòng mất đi. Đối với người chọn ngựa, quan viên trông giữ ngựa đều sẽ có ghi lại. Thời gian Lý tiểu thư và Triệu tiểu thư chọn ngựa đã rất lâu, nói vậy nét mực cũng đã khô rồi. Muốn đổi ba chữ Lý Tiêm Nhu thành Triệu Nguyệt Yến chỉ sợ không dễ dàng. Nhưng nếu là đồ, dấu mực đã sửa, dấu vết lại rất rõ ràng. Nhưng cho dù là lúc này viết lại ghi chép dẫn dắt ngựa một lần nữa, cũng sẽ bởi vì màu mực quá mới mà lộ ra dấu vết. Cho nên, chỉ cần lấy đi ghi chép của quan viên trông giữ ngựa, đảm nhiệm ra vừa nhìn ai phải ai không, liền quá là rõ ràng rồi. Đã như vậy, Triệu tiểu thư, chúng ta đi xem một chút đi. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Nguyệt Yến càng thêm tái nhợt. Nàng thầm nghĩ, có Diệp Vấn Khanh tạo áp lực, quan viên trông giữ ngựa đã sửa miệng. Bên Bùi Nguyên Ca và Ôn Dật Lan lại không có nhân chứng. Chuyện này đã nghiêng về phía các nàng gần như chắc chắn. Hơn nữa, Diệp Vấn Khanh vì các nàng ra mặt, khẳng định có thể khiến Bùi Nguyên Ca gặp khó khăn ngã nhào. Nhưng thật không ngờ, hướng đi mỗi con ngựa đều có bút mực ghi lại. Nhất thời nửa khắc, cái này cũng khó có thể sửa chữa. Chỉ cần vừa nhìn bản ghi chép lấy ra kia, tuyệt đối sẽ rõ ràng chân tướng. Mà người trước mắt này lại là Cửu điện hạ, nghe nói tính tình khó giỏ, vui giận thất thường. Dưới sự hoang mang, Triệu Nguyệt Yến chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu tìm về phía Diệp Vấn Khanh, hy vọng nàng có thể giải vây giúp mình. Chỉ tiếc, thấy Vũ Hoàng Mặc xuất hiện, tinh thần của Diệp Vấn Khanh đã sớm hoảng hốt,
Tràn chứa trong mắt chỉ có vũ hoàng mặc tào nhã tuyệt thế, làm sao còn nhớ rõ nhắc tới chuyện ra mặt cho Triệu Nguyệt Yến. Hơn nữa lại là vũ hoàng mặc đi ra làm chứng, chứng minh là Triệu Nguyệt Yến ức hiếp Lý Tiêm Nhu. Diệp Vấn Khanh lại càng không dám nghi ngờ lời của vũ hoàng mặc nói đối nghịch với hắn. Lại nói vũ hoàng mặc nói rất đúng, quan viên trông giữ ngựa sửa miệng dễ dàng, nhưng những ghi chép này cũng không dễ dàng gian lận được, chỉ cần thấy vừa nhìn là sẽ rành mạch. Một khi đã như vậy, Diệp Vấn Khanh đương nhiên sẽ không dại dột làm trái lại với vũ hoàng mặc. Hơn nữa nàng còn có thể thừa cơ hội này quát mắng Triệu Nguyệt Yến để lấy lòng Cửu ca ca, nói không chừng còn có thể bởi vậy mà làm cho Cửu ca ca vui mừng. Nghĩ vậy, Diệp Vấn Khanh liếc nhìn vũ hoàng mặc, lại chuyển tới Triệu Nguyệt Yến thì vẻ mặt đã vô cùng lạnh lẽo, trở mặt vô tình. Nhìn cử chỉ thần thái của Diệp Vấn Khanh, Triệu Nguyệt Yến cũng đoán được lòng của nàng, trong lòng càng trở nên kinh hãi, gần như là sợ ra mồ hôi lạnh cả người. Vốn chỉ riêng Bùi Nguyên Ca nàng đã không đắc tội nổi. Hơn nữa, trước khi sắp rời đi mới vừa rồi, Bùi Nguyên Ca mở miệng rõ ràng là đã cảnh cáo các nàng, nhưng bởi vì có núi dựa Diệp Vấn Khanh này, nàng mới dám trở về đây gây chuyện. Hiện nay, Diệp Vấn Khanh lại đột nhiên phản chiến, lại có Cửu Điện Hạ nhúng tay. Tương đương với hiện tại nàng đều đắc tội với Bùi Nguyên Ca, Cửu Điện Hạ và Diệp Vấn Khanh. Cứ như vậy, hậu quả hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, nhất định phải nghĩ biện pháp xoay chuyển loại cục diện này. Bằng không, chờ một lát nếu làm lớn chuyện, đừng nói các nàng bị mất mặt, mà ngay cả gia tộc phía sau các nàng cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo. Loại hậu quả này cũng không phải là các nàng có thể chịu đựng được. Đột nhiên trong lòng Triệu Nguyệt Yến vừa động, cái khó ló cái khôn, ra vẻ tủi thân nói: "Tiểu nữ, đây là không rõ ý của Cửu Điện Hạ, bên này cũng là chỗ nữ quyến luyện tập ngựa, sao Cửu Điện Hạ lại ở đây? Làm sao lại vừa vặn thấy được ngọn nguồn chuyện đã xảy ra? Lúc này vừa vặn thuận tiện đi ra làm chứng cho Bùi Tứ tiểu thư." Lại nói, rõ ràng là Bùi Tứ tiểu thư ỷ thế hiếp người, cưỡng ép bắt nạt những tiểu thư quan gia chúng ta, nếu Cửu Điện Hạ ở bên cạnh, chắc là thấy rành mạch mới đúng, sao lại thiên vị Bùi Tứ tiểu thư, oan uổng đám người tiểu nữ. Lời nói này nhìn như đang không biết nông sâu nghi ngờ chất vấn Vũ Hoàng Mặc, trên thực tế cũng là muốn dẫn dắt Diệp Vấn Khanh. Quả nhiên, Diệp Vấn Khanh nghe vậy, nhất thời sắc mặt biến đổi, nghi ngờ nhìn Bùi Nguyên Ca. Quả thực bên này đều là chỗ nữ tử luyện tập cưỡi ngựa, làm sao Cửu ca ca có thể tới nơi này, chẳng lẽ là vì tới gặp nữ nhân nào sao? Cửu ca ca luôn luôn không coi ra gì đối với nữ tử, vì sao lại giúp Bùi Nguyên Ca làm chứng? Chẳng lẽ nói Cửu ca ca tới nơi này là vì Bùi Nguyên Ca, Bùi Nguyên Ca quyến rũ Cửu ca ca? Diệp Vấn Khanh càng nghĩ càng cảm thấy hoài nghi, hơn nữa lại thấy dung mạo Bùi Nguyên Ca thanh lệ tuyệt tục, phiêu giật thoát tục giống như một đóa băng liên hoa, nghi ngờ và ghen tị trong lòng lại ngày càng nồng đậm lên. Đôi mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca dần dần trở nên không tốt. Thấy thế, trong lòng Triệu Nguyệt Yến nhất thời vui vẻ. Quả nhiên, Diệp Vấn Khanh mơ ước đã lâu đối với Cửu Điện Hạ, cũng bởi vậy đặc biệt mẫn cảm đối với nữ tử ở bên cạnh hắn. Nghe xong lời này của nàng thì lập tức chuyển hướng mũi nhọn ghen tị về phía Bùi Nguyên Ca. Chỉ cần Diệp Vấn Khanh bởi vì Cửu Điện Hạ mà ôm ấp địch ý đối với Bùi Nguyên Ca, vậy sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Cứ như vậy, sẽ đứng ở bên phía các nàng, sẽ không mặc cho Bùi Nguyên Ca kiêu ngạo. Quả nhiên, bên tai chuyển đến tiếng Diệp Vấn Khanh tức giận: "Cửu ca ca, chỉ sợ là ngươi nhìn lầm rồi. Ta tận mắt là thấy Bùi Nguyên Ca ỷ thế hiếp người, cưỡng ép Triệu tiểu thư giao ngựa ra, lại mạnh mẽ đoạt chỗ các nàng luyện tập cưỡi ngựa, tuyệt đối không sai." Lần này thì hay rồi, Cửu Điện Hạ và Diệp Vấn Khanh bên nào cũng cho là mình phải, chuyện sẽ không dễ dàng xử lý. Triệu Nguyệt Yến hài lòng nghĩ: "Cửu ca ca, ngươi đã nói ngươi thấy Triệu tiểu thư ăn hiếp Bùi Nguyên Ca, nhưng ta cũng tận mắt thấy Bùi Nguyên Ca bắt nạt Triệu tiểu thư, chúng ta bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không làm chuẩn được, không bằng đến trước mặt hoàng thượng xét đoán đi." Diệp Vấn Khanh nói xong, tức giận bất bình. Tuy rằng nói Bùi Nguyên Ca rất được thái hậu nương nương và hoàng thượng coi trọng, nhưng cũng không thể không coi ai ra gì như vậy. Cuối cùng, Triệu tiểu thư các nàng đều là nữ tử quan gia, Triệu tiểu thư lại là đường muội của Triệu Tiệp Dư, Triệu Tiệp Dư vừa mới mất, Bùi Tứ tiểu thư cứ bắt nạt Triệu tiểu thư như vậy, chẳng phải là hơi quá đáng sao? Nàng cũng không ngốc, biết hiện tại thái hậu thật sự bất công đối với Bùi Nguyên Ca, bởi vậy chỉ nói đến chỗ hoàng đế. Hơn nữa, trong lời nói lại nhắc tới Triệu Tiệp Dư, ám chỉ Bùi Nguyên Ca là vì ghen tị Triệu Tiệp Dư mà cố ý làm khó dễ Triệu Nguyệt Yến. Hoàng đế sủng ái Triệu Tiệp Dư như vậy, Triệu Tiệp Dư lại vừa mới mất, cũng bởi vậy đám người Triệu Nguyệt Yến mới có thể tham gia thu săn. Lúc này nếu nói ầm ĩ lên, kết quả chuyện như thế nào thì cũng khó mà biết được. Chương 180, đối chọi gay gắt. Thấy dung mạo người tới,
Lại nhìn ánh mắt hắn kia hoàn toàn tương phản rõ ràng với nam tử kinh thành, Bụi Nguyên Ca nắm chắc 8 phần. Lý Minh Hạo này tuyệt đối là nhằm vào nàng mà tới, không khỏi trở nên đau đầu. Lý Minh Hạo đến kinh thành lâu như vậy, cũng nên biết nàng là người thái hậu chuẩn bị cho hoàng đế. Phàm là người có chút đúng mực, nên biết bớt phóng túng. Riêng hắn lại hệt như hoàn toàn không biết chuyện này, chẳng phân biệt trường hợp, không xem tình hình. Hễ có hai người ở đây, là ánh mắt luôn không kiêng nể gì như vậy, tuyệt đối không sợ bị người nhìn ra manh mối. Bùi Nguyên Ca đã quá nhiều phiền phức rồi, thật sự có chút phiền chán, thậm chí tức giận. Tân khoa trạng nguyên Lý Minh Hạo với đám người Triệu Nguyệt Yến mà nói, cựu điện hạ cố nhiên tuyệt mỹ vô trù, làm cho người ta hoa mắt mê mẩn, nhưng thân là hoàng tử, danh tiếng lại rộng khắp, càng có thể là ứng cử viên thái tử, hệt như vì sao trên trời xa không thể với tới, chỉ có thể ao ước trong mộng ở khuê phòng. Ngược lại thì thanh niên tài tuấn xuất thân quan gia, dũng cảm đoạt trạng nguyên văn võ, nay lại được hoàng thượng coi trọng như Lý Minh Hạo, vậy trái lại càng có khả năng. Huống chi, tuy rằng màu da Lý Minh Hạo hơi có cổ đồng, không bằng nam tử kinh thành trắng nõn tuấn nhã, nhưng loại ngôn hành cử chỉ không kiểu cách chút nào như tập tính mãnh thú trong rừng này, ở trong lòng rất nhiều cô gái, lại có một loại sức hấp dẫn khác, làm cho người ta tim đập thình thịch. Bởi vậy, chợt thấy Linh Hạo xuất hiện, đúng là làm cho các thiếu nữ này thêm vài phần mặt đỏ tim đập. Hơn nữa, bên cạnh vị này không có La Sát không thể trêu vào giống như Diệp Vấn Khanh. Ánh mắt, vẻ mặt của mọi người đúng là càng nóng bỏng, làm Thu Thủy đưa liên tiếp. Lý Minh Hạo lại không nhìn ánh mắt quyến rũ của các nàng, trực tiếp chắp tay nói, cửu điện hạ. Ánh mắt đảo qua, dừng ở trên người Bùi Nguyên Ca, nhếch miệng nói, lộ ra răng trắng như tuyết, Bùi tứ tiểu thư lại gặp mặt. Đặc biệt cắn nặng tiếng Bùi tứ tiểu thư, tự nhiên là biết chuyện nổi lên tranh chấp với Bùi Nguyên Vũ lúc trước là bị Bùi Nguyên Ca lập kế, cố ý cắt đứt lời hắn nói, lại cố ý nói cho mọi người hiểu lầm, khiến cho người ta cho rằng hắn là bị sắc đẹp của Bùi Nguyên Vũ mê hoặc, cho nên cố ý tiến đến gần. Lấy tầm mắt của Diệp Vấn Khanh, nàng vốn khinh thường để ý tới Tân Khoa Trạng Nguyên, nhưng lần này danh tiếng của Lý Minh Hạo thật sự rất hưng thịnh. Hơn nữa lần này lấy được ân huệ tham gia thu săn, lại bởi vì sự kiện thích khách, cứu giá có công, trước mắt vừa vặn được hoàng đế coi trọng. Vốn nàng và Vũ Hoàng Mặc bên nào cũng cho là mình phải. Hơn nữa ảnh hưởng của Triệu Thiệp Dư, hoàng đế sẽ nghiêng về bên nào còn khó nói. Nay Lý Minh Hạo, tân quý của quan trường này chen một chân vào, làm chứng cho đám người Bùi Nguyên Ca, chuyện đó sẽ không nói được rồi. Diệp Vấn Khanh đang buồn phiền, nghe được lời của Lý Minh Hạo nói, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Ồ, thì ra là Bùi tứ tiểu thư và Lý đại nhân biết nhau. Lời này vô cùng không có ý tốt, bởi vì mọi người đều biết thân phận hiện tại của Bùi Nguyên Ca, rõ ràng là sắp vào cung. Nếu chuyển ra lời đồn có vụng trộm với tân khoa trạng nguyên Lý Minh Hạo, vậy tương lai hai người kia cũng gần như là hủy diệt rồi. Mà Diệp Vấn Khanh nói như vậy, càng sẽ làm cho người hiểu lầm, Lý Minh Hạo là vì có tư tình với Bùi Nguyên Ca, cho nên cố ý thiên vị Bùi Nguyên Ca, lúc này mới đi ra làm chứng. Mà ở trước mặt Vũ Hoàng Mặc, đây lại một lần châm ngòi ly gián, làm cho Vũ Hoàng Mặc biết Bùi Nguyên Ca có bao nhiêu lỗ mãng. Trong lúc nhất thời, Diệp Vấn Khanh thật sự trầm trồ khen ngợi vì bản thân nhanh trí. Đã biết sẽ như vậy mà. Trong lòng Bùi Nguyên Ca thầm mắng, giống như e lệ lại giống như tránh hiểm khích, nhích lại gần tới phía sau Ôn Dật Lan, nhanh chóng liếc nhìn Lý Minh Hạo, nhíu mày suy nghĩ một lát, ra vẻ giật mình nói, "A, ta nhớ ra rồi, thì ra là Lý đại nhân ngày hôm qua tìm đại tỷ tỷ nhà ta nói chuyện, bởi vì lúc ấy vừa vội vàng, trong lúc nhất thời tiểu nữ cũng không nhận ra được, còn xin Lý đại nhân thông cảm nhiều hơn." Giọng nói ôn hòa trầm tĩnh, ung dung không vội, cũng không có che giấu và kinh hoàng. Ngày hôm qua trước mắt bao nhiêu người, mọi người đều biết Lý Minh Hạo đến gần tìm Bùi Nguyên Vũ, mà lúc ấy Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh Bùi Nguyên Vũ, việc này giải thích hợp lý được câu lại gặp mặt kia của Lý Minh Hạo. Hơn nữa, lần này dám vẻ cử chỉ Bùi Nguyên Ca rõ ràng không quen với Lý Minh Hạo, thậm chí ngay cả bộ dáng hắn cũng không nhớ rõ, tự nhiên càng không thể có quan hệ gì với Lý Minh Hạo. Bình tĩnh xoay chuyển hướng phát triển không có ý tốt của Diệp Vấn Khanh, ngôn hành cử chỉ không soi mói ra mảy may sai lầm. Lý Minh Hạo đương nhiên cũng nghe ra xa cách và rũ sạch trong giọng nói của nàng, thêm nhiều hứng thú, nở nụ cười. Lòng hiếu kỳ của phần lớn người thông minh đều sẽ rất nặng, gặp được vấn đề người khác không thể giải, tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Đêm tiết khất nguyện đó, Lý Minh Hạo nói những lời kia với Bùi Nguyên Ca, dùng ở trên người hắn không thể thích hợp hơn. Hắn hình như trời sinh đã thích khiêu chiến và mạo hiểm, tuyệt càng không có khả năng, hắn càng đi thích làm. Nhất là chuyện hắn cảm thấy hứng thú. Lúc trước muốn tìm ra Bùi Nguyên Ca,
chẳng qua là vì sự kiện Lý Thụ Kiệt thiệt giả kia liên lụy tới hắn, lại có người giả mạo vị hôn thê của hắn, làm cho hắn muốn bắt người này ra. Nhưng trải qua ở đêm khất nguyện đó, lại làm cho hắn thay đổi chủ ý, ngược lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với Bùi Nguyên Ca này. Vị mỹ mạo của nàng làm hắn kinh ngạc. Tất nhiên, nhân tố chiếm đa số, nhưng quan trọng hơn là trí tuệ và ẩn nhẫn, cùng với loại trầm ổn lạnh nhạt không phù hợp tuổi này của nàng. Cho nên hắn ngăn Bùi Nguyên Ca lại, cho thấy thân phận. Sau đó, Vũ Hoàng Mạc xuất hiện, biểu hiện rất dục vọng chiếm hữu, cùng với thân thủ và võ công còn hơn hắn, càng làm cho hứng thú của hắn tăng thêm gấp bội. Sau khi hỏi thăm chuyện của Bùi Nguyên Ca, thì càng ngày càng khiến cho Lý Minh Hạo muốn đánh bại. Ẩn sâu ở Bùi Phủ 13 năm, không có tiếng tăm gì, một khi nổi tiếng kinh thành lại thành cánh tay trái của Thái Hậu, bị Thái Hậu cố ý cô lập, tạo nên vô số trắc trở ở trong hậu cung, lại có thể thành thạo loại trừ hai tôn đại thần Triệu Tiệp Sư và Hoàng Hậu. Rõ ràng chính là Thái Hậu, người chuẩn bị cho Hoàng đế, lại có quan hệ mập mờ với Cửu Điện Hạ. Thú vị nhất là đây là cô gái đầu tiên làm cho Lý Minh Hạo hắn cảm thấy hứng thú, lại cứ lạnh nhạt xa cách đối với hắn, một chút cũng không hứng thú. Hết thảy các cô gái này đều như bao phủ ở bên trong sương mù, gần như là xa, lại làm cho người ta không thấy rõ. Càng lại như thế, Lý Minh Hạo lại càng muốn nhìn cho rõ ràng. Hơn nữa, ngày hôm qua trước mặt mọi người, bị Bùi Nguyên Ca vũ oan hãm hại một phen, mạnh mẽ nhắc lên quan hệ giữa hắn và Bùi Nguyên Vũ, ầm ĩ rối bời. Lý Minh Hạo vừa tức giận lại vừa buồn cười, càng cảm thấy cô gái này rất thú vị. Nhìn hiện tại, nàng yêu kiều khiếp nhược không chê vào đâu được, bộ dáng điềm đạm đáng yêu như là đóa hoa trong gió. Ai có thể liên hệ nàng với dáng vẻ lạnh lùng trầm tĩnh như là kiếm sắc giấu trong vỏ, ngay cả hắn cũng không dám khinh thường ở đêm tiết khất nguyện kia. Hai loại tính cách hoàn toàn khác biệt này lại biến ảo tự nhiên ở trên người nàng, khó trách ngày hôm qua dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả hắn cũng bị đánh lén một phen, thật sự là rất thú vị. Khác biệt với nữ tử Tĩnh Châu cởi mở lớn mật, cũng đặc biệt khác xa dáng vẻ kịch cỡm của nữ tử kinh thành, cô gái này có nhạy cảm của chim ưng, bình tĩnh của báo săn, giả dối của hồ ly, ẩn nhẫn của sói hoang, nhưng lại cứ tao nhã đoan trang như thế, khuôn mặt đẹp như hoa, bản thân khiến cho Lý Minh Hạo thật sự cảm thấy hứng thú. Huống chi bên cạnh nàng còn có một vị cửu hoàng tử dung mạo tuyệt mỹ, quân công hiển hách, dường như mỗi lần hiểu thêm Bùi Nguyên Ca một phần thì ham muốn đoạt lấy tâm hồn thiếu nữ của Bùi Nguyên Ca của Lý Minh Hạo càng thêm sâu sắc. Càng là không có khả năng, càng là chuyện khó khăn, hắn lại càng thích. Nói đến Bùi đại tiểu thư, ta đúng là nghĩ tới, sao cả ngày hôm nay cũng không thấy nàng ấy. Ngày hôm qua Bùi Nguyên Vũ mặc bộ quần áo băng lam, chói lóa mắt, giành đủ nổi bật, sớm khiến cho tâm trạng Diệp Vấn Khanh cảm thấy không cam lòng. Có điều hiện tại nhắc lại đề tài này cũng là nhắm về Bùi Nguyên Ca. Diệp Vấn Khanh cười lạnh liếc nhìn Bùi Nguyên Ca, ra quyết định nhất định phải làm cho nàng ta mất mặt trước mặt mọi người, chậm rãi nói: Bùi tứ tiểu thư và Bùi đại tiểu thư tỉ muội tình thâm, nói vậy chắc là biết hành tung của Bùi đại tiểu thư, không bằng cho chúng ta giới thiệu gặp mặt một chút. Chuyện tới nước này, có Cửu Ca Ca và Lý Minh Hạo ở đây, muốn cho Bùi Nguyên Ca ấn theo tội danh ỷ thế hiếp người, hoành hành ngang ngược đã là không có khả năng. Nhưng mà tối hôm qua nàng nghe nói sự kiện kia, trước mắt vừa vặn vạch trần suy đồi ra, làm cho Bùi Nguyên Ca mất mặt. Tối hôm qua khi chuyện Bùi Nguyên Vũ xảy ra, Vũ Hoàng Mặc còn chưa tới bãi săn, chuyện này lại bí ẩn, hắn cũng không biết được. Nhưng trước mắt nghe được Diệp Vấn Khanh nhắc tới Bùi Nguyên Vũ, theo bản năng liền cảm thấy việc này có chút khác thường, từ từ mỉm cười chuyển đề tài nói: Không phải mới vừa rồi còn lời lẽ chuẩn xác, nói Bùi tứ tiểu thư ỷ thế hiếp người sao? Còn nói có quan viên trông giữ ngựa làm chứng, luôn mồm nói muốn Bùi tứ tiểu thư cho lời giải thích, sao lúc này ta và Lý đại nhân đi ra làm chứng, bèn chuyển đề tài câu chuyện rồi. Vấn Khanh biểu muội, bản thân chiếm lý thì có lý không tha người, thấy tình thế không ổn lại muốn chuyển đề tài câu chuyện, vậy cũng không phải là thói quen tốt đâu. Lời này hiển nhiên là đang coi thường, hơn nữa lời nói coi thường này lại đi ra từ miệng Vũ Hoàng Mặc, lại đang bảo vệ nữ tử mỹ mạo như Bùi Nguyên Ca. Ghen tị và căm hận trong lòng Diệp Vấn Khanh hệt như rắn độc, gắt gao cắn môi, tủi thân nói: Cửu Ca Ca, cố ý kéo dài giọng nói, mang theo một ý vị làm nũng, điềm đạm đáng yêu nhìn Vũ Hoàng Mặc, hy vọng hắn có thể thay đổi mũi dao. Lý Minh Hạo cũng nghe nói khúc mắc của Diệp Vấn Khanh và Vũ Hoàng Mặc, thấy thế lửa cháy đổ thêm dầu nói: Cửu điện hạ, vậy là không đúng rồi, khuyên càn mãi, Diệp tiểu thư cũng là biểu muội của ngươi, nhưng xem ở trên phần thân thích, ngươi cũng không nên bảo vệ nàng, không nên làm cho nàng xấu hổ như vậy.
Huống chi Diệp tiểu thư còn có mối tình thắm thiết với Cửu điện hạ, người như vậy là không khỏi quá vô tình rồi. Hiển nhiên là muốn thừa cơ hội này, lợi dụng Diệp Vấn Khanh cơi mào mâu thuẫn giữa Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc, làm cho Vũ Hoàng Mặc sứt đầu mẻ trán. Lời này hoàn toàn nói đến tâm khảm của Diệp Vấn Khanh, miệng nàng ta cong lên, lệ tràn vành mắt, gần như là sắp khóc. Bản điện hạ nhớ rõ, hình như là Lý đại nhân vào Hàn Lâm viện cũng không phải ngự sử đài nhỉ? Bản điện hạ muốn làm việc như thế nào? Khi nào đến phiên Lý đại nhân ngươi tới khoa tay múa chân? Vũ Hoàng Mặc khẽ nhếch mắt phượng, vẫn giống như ý cười, tuấn mỹ không gì tả nổi, khóe môi khẽ cong. Có điều cũng may là Lý đại nhân tiến vào không phải là ngự sử đài, nếu không gặp phải chuyện đều quyết đoán, thiên vị thân thích giống như người bây giờ, vậy ngự sử đài cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Có điều đúng là quan viên có nữ nhi ra phúc hậu phận sâu, gặp chuyện chỉ cần trong nhà có nữ nhi có mối tình thắm thiết đối với Lý đại nhân, nói không chừng có thể tránh khó khăn. Đến lúc đó danh tiếng đa tình của Lý đại nhân nhất định nổi danh kinh thành. Trước tiên bản điện hạ chúc mừng Lý đại nhân ở nơi này. Nói xong bỗng nhiên vỗ trán làm ra vẻ giật mình. Ôi chao, không thể đến thăm chúc mừng Lý đại nhân, nên phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị thêm một chút về tương lai mới phải. Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca tò mò. Cửu điện hạ, muốn chuẩn bị gì? Lại phải phòng ngừa chu đáo như thế nào? Bùi tứ tiểu thư, ngay cả việc này cũng không hiểu. Vũ Hoàng Mặc nói lời thấm thía giáo dục. Hiện tại Lý đại nhân đang được phụ hoàng coi trọng, tiền đồ như gấm trong tầm tay. Ta phải đi dặn dò quan viên quen biết trước, việc khác cũng thôi. Nhưng hiện nay quan trọng nhất là sinh ra nữ nhi, tương lai gặp chuyện tốt có mối tình thắm thiết với Lý đại nhân. May mà phụ hoàng và hoàng tổ mẫu đều khen Bùi tứ tiểu thư thông minh. Sao mà ngay cả việc này cũng không hiểu được vậy? Bùi Nguyên Ca nhịn cười, nghiêm trang nói. Thì ra là thế, Cửu điện hạ nhìn xa trông rộng, năng lực của tiểu nữ không đuổi kịp, bội phục bội phục. Có điều theo tiểu nữ xem, Cửu điện hạ không khỏi quá mức ích kỷ, đã có cách tuyệt diệu như thế thì nên nói rộng rãi, để người trong thiên hạ đều biết, chỉ cần Lý đại nhân thăng quan tiến chức vùn vụt, sinh nhi không tốt bằng sinh nữ, thì phải là phúc phận của nữ tử rồi. Cứ như vậy, nghĩa cử của điện hạ vừa có thể cải thiện địa vị nữ tử, có thể tạo phúc cho vô số nhà có nữ nhi, có thể nói là công đức vô lượng. Chương 181, đánh Diệp Vấn Khanh. Hai người một sướng một họa, chèn ép Lý Minh Hạo trên mặt thoạt trắng thoạt xanh. Cố tình lời này lại là dựa vào lời hắn nói lúc nãy, đúng là cũng không thể phát tác tí nào. Lý Minh Hạo trước là cắn răng sau lại là cười, hai mắt sáng quắc nhìn Vũ Hoàng Mặc, lại quay đầu nhìn Bùi Nguyên Ca, há mồm muốn nói gì lại nuốt xuống, chính là ánh mắt cản sáng ngời. Ở bên cạnh, Triệu Nguyệt Yến ngoài cười nhưng trong không cười nói, Bùi tứ tiểu thư và Cửu điện hạ thật là phu sướng phụ tùy, thật sự ăn ý. Nói xong lại làm ra bộ dáng giật mình tỉnh ngộ, lấy tay che miệng, thật cẩn thận nhìn Diệp Vấn Khanh cười cười nói, xem tiểu nữ nói bậy gì này, cái gì mà phu sướng phụ tùy, đó là từ ngữ chỉ có thể dùng cho vợ chồng. Cửu điện hạ và Bùi tứ tiểu thư, nam chưa cưới, nữ chưa gả, sao có thể nói như vậy? Tiểu nữ nhất thời nói sai, còn thỉnh Cửu điện hạ và Bùi tứ tiểu thư thứ tội. Lý do thoái thác này thật sự càng bôi càng đen, khắp nơi cột chặt Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc vào nhau. Diệp Vấn Khanh sớm nghe ra được, tức giận đến mức mặt chuyển sang xanh. Bùi Nguyên Ca nói lớp cười thản nhiên, nhìn Triệu Nguyệt Yến khóe môi cong cong. Triệu tiểu thư có điều không biết, ta một lòng trông chờ Cửu điện hạ giúp ta phần công đức này, cầu mong kiếp sau có thể bình an thuận thái, áo cơm không lo, không cần phải nói lời không tốt, làm dáng vẻ tiểu nhân, làm sao có thể mang lòng xu nịnh. Nàng nói nửa đứng đắn, nửa là vui đùa, làm cho người ta khó có thể nhận ra thật giả. Nhưng câu dáng vẻ tiểu nhân kia lại hình như có ám chỉ, Triệu Nguyệt Yến nghe hiểu được nhưng lại không thể nề hà. Vũ Hoàng Mặc như cười như không liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt Yến, đôi mắt trắng đen rõ ràng liễm diễm sinh huy. Mỗi một ánh mắt nhìn hay liếc mắt đều là làm say lòng người. Như thế nào, Triệu tiểu thư ngại bản điện hạ quên mất ngươi, cũng muốn đến cầu ta cưới sao? Lời nói thoải mái lại như ám chỉ, Triệu Nguyệt Yến có lòng mơ tưởng hắn, nhất thời dẫn tới ánh mắt Diệp Vấn Khanh lạnh lẽo nhìn Triệu Nguyệt Yến. Cửu điện hạ thật đúng là bảo vệ Bùi tứ. Trong lòng Triệu Nguyệt Yến thầm mắng Diệp Vấn Khanh ngu xuẩn, người khác đưa cái chảy gỗ, nàng lại coi như kiếm thật, lại quên lúc trước mình cũng châm ngòi Diệp Vấn Khanh đối phó Bùi Nguyên Ca như vậy. Nhưng Triệu Nguyệt Yến cũng biết rõ tính tình của Diệp Vấn Khanh, Bùi Nguyên Ca có thái hậu làm chỗ dựa cũng đành, nàng không có ai dựa vào, nếu thực sự bị Diệp Vấn Khanh ghi hận,
ngày sau tất nhiên sẽ trải qua không được tốt, bởi vậy vẫn muốn dẫn mối họa khiến Diệp Vấn Khanh mang lòng nghi ngờ quan hệ giữa Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca. Không nghĩ tới lần này, nàng nói còn chưa hết câu đã bị Vũ Hoàng Mặc đánh gãy. Triệu Nguyệt Yến, bản điện hạ nói chuyện khi nào thì đến phiên người tới chỉ trỏ. Vũ Hoàng Mặc híp đôi mắt lại, trong mắt hẹp dài hiện lên một chút, mũi sắc nhọn, khóe môi lại có chút cong lên như trước. Ý cười dường như càng sâu, càng dịu dàng. Nhưng những người quen thuộc hắn lại biết, Kiều điện hạ đây là đang tức giận. Càng cười dịu dàng, mị hoặc bao nhiêu, lại biểu cho hắn tức giận bấy nhiêu. Sẽ có người gặp không may. Lúc này, Diệp Vấn Khanh lại lạnh giọng hỏi, Bùi tứ tiểu thư, vì sao không dám trả lời câu hỏi của ta vừa đưa ra? Hiện tại, Bùi đại tiểu thư đang ở nơi nào? Nghe được Diệp Vấn Khanh chuyển rời lực chú ý đến trên người Bùi Nguyên Ca, Triệu Nguyệt Yến rốt cuộc, nhẹ nhàng thở ra. Đại tỷ tỷ thân thể không được khỏe, bởi vậy tối hôm qua sau khi được sự chấp thuận của Thái hậu nương nương, đã về phủ tĩnh dưỡng trước. Dù Bùi Nguyên Ca không thích Bùi Nguyên Vũ như thế nào, thì cũng biết lúc này phải bảo vệ mặt mũi Bùi Nguyên Vũ, nếu không sự tình ầm ĩ lên, Bùi Nguyên Vũ mất hết mặt mũi, thân là nữ nhi Bùi phủ, nhất tổn câu tổn, Bùi Nguyên Ca nàng cũng không tốt chút nào. Ánh mắt Bùi Nguyên Ca dừng ở Diệp Vấn Khanh, trong lòng bắt đầu suy tư, cười nhạt nói, không nghĩ tới Diệp tiểu thư lại chú ý đại tỷ tỷ ta như thế. Sau khi trở về, ta sẽ nói với đại tỷ, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Bùi tứ tiểu thư thật là biết cách giả vờ. Thấy nàng bày ra bộ dáng như vậy, Diệp Vấn Khanh tức giận càng tăng, nghĩ tới chuyện tối hôm qua nghe ngóng được mới thoáng bình ổn cảm xúc, trên mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện lên ý cười đắc chí thỏa mãn, khoan thai nói. Ta lại nghe nói, ngày hôm qua Bùi đại tiểu thư một mình tiến vào lều của Hoàng thượng, đưa thuốc bổ cho Hoàng thượng, chuyện này thì cũng thôi đi. Kết quả trong thuốc bổ lại bị bỏ thêm dược liệu tiên mao và nhục đậu khấu. Thuốc bổ bậc này thật làm cho người ta đại khai nhãn giới. Nghe vậy, làm sao Vũ Hoàng Mặc lại không rõ được dụng ý của Diệp Vấn Khanh? Trong lòng thầm giận, đang muốn mở miệng, bên kia cũng đã chuyển tới tiếng nói của Bùi Nguyên Ca. Trên gương mặt, tuổi nhỏ non nớt lại thanh lệ thoát tục, hiện lên một mảnh mờ mịt tò mò hỏi. Dược liệu tiên mao và nhục đậu khấu, đó là cái gì vậy? Tiên ma có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác, nhục đậu khấu có tác dụng thúc tình, có thể đoán được dụng ý của Bùi đại tiểu thư đưa hoàng thượng thuốc bổ như vậy để làm gì. Khó trách Bùi tứ tiểu thư lại đánh chủ ý đến Cửu ca ca và Lý đại nhân, quả nhiên là tỉ muội với Bùi đại tiểu thư, gia học sâu xa, làm người ta bội phục. Diệp Vấn Khanh rào rạt đắc ý, Bùi Nguyên Vũ vì quyến rũ hoàng thượng lại dám dùng thủ đoạn hạ lưu xấu xa, Bùi Nguyên Ca và nàng là tỉ muội, mơ tưởng leo cao giống nhau. Cứ như vậy trong mắt mọi người, thanh danh Bùi Nguyên Vũ và Bùi Nguyên Ca bị hủy. Với tầm mắt của Vũ Hoàng Mặc sẽ không coi trọng nữ tử ti vị xấu xa như vậy. Nàng đang chờ xem bộ dáng Bùi Nguyên Ca bị khinh bỉ, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt mọi người thật khác thường. Không nhìn Bùi Nguyên Ca mà ngược lại nhìn nàng với vẻ mặt cổ quái, không khỏi có chút ngạc nhiên. Những người này bị làm sao vậy? Tại sao lại nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ như thế? Hiện tại, dọa người là tỷ muội Bùi Nguyên Vũ và Bùi Nguyên Ca. Cũng không phải là nàng. Quen biết lâu như vậy, ta còn không biết Vấn Khanh biểu muội có nghiên cứu dược liệu như thế. Quả nhiên kiến thức sâu rộng, thật là làm cho người ta tán thưởng. Vũ Hoàng Mặc trong nháy mắt liền hiểu được ý của Bùi Nguyên Ca, phá lệ nhấn mạnh bốn chữ, kiến thức sâu rộng, đôi mắt thâm thúy đen tối. Diệp Vấn Khanh lần đầu tiên được Vũ Hoàng Mặc tán thưởng, vui sướng không thôi. Thấy Diệp Vấn Khanh không nghe ra Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc ý tại ngôn ngoại, ngược lại coi đây là lời tán dương. Đừng nói là Bùi Nguyên Ca, ngay cả đám người Triệu Nguyệt Yến cũng cảm thấy khinh thường. Mới vừa rồi, Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc một hỏi một đáp ăn ý vô cùng chèn ép hắn, có vẻ trời sinh một đôi. Người khác như thế nào đều không để ý trong lòng. Lý Minh Hạo lại cảm thấy vô cùng chói mắt. Dưới tình hình như vậy, bèn cười nói. Nói không chừng, Diệp Tiểu Thư là đối với Cửu Điện Hạ tình cảm thắm thiết, bởi vậy mới nghiên cứu nhiều một chút. Cũng là khắp nơi cột chặt Vũ Hoàng Mặc và Diệp Vấn Khanh. Tuy rằng nói Vũ Hoàng Mặc đối với Diệp Vấn Khanh vô tình, nhưng dù sao chuyện của hai người bị truyền lâu như vậy, hắn không tin, trong lòng Bùi Nguyên Ca một chút cũng không để ý. Chỉ cần trong lòng nàng có cái gai này, với hắn mà nói chính là chuyện tốt. Cho dù Diệp Vấn Khanh có ngu dốt, nghe xong lời Lý Minh Hạo nói cũng lập tức hiểu được. Tác dụng của thuốc tiên mao và nhục động khấu vốn không nhiều người biết được, nhất là cô nương chưa chồng, nữ nhi già tốt đẹp, nếu không có tâm tư xấu xa. Ai lại đi thăm hỏi loại dược liệu này? Làm sao có thể biết tác dụng của tiên mao và nhục đậu khấu? Bởi vậy, vẻ mặt Bùi Nguyên Ca khó hiểu, kỳ thật cho thấy nàng đúng là cô nương trong sạch ngây thơ ngoan hiền, căn bản không biết
đây là gì mà Diệp Vấn Khanh tự cho là thông minh giải thích, ngược lại lại làm cho mình dính dơ bẩn, khó trách người khác nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Bùi Nguyên Ca rõ ràng là cố ý gài bẫy để nàng chui vào. Diệp Vấn Khanh tức giận mặt đỏ bừng, hơn nữa trước mặt Vũ Hoàng Mặc càng thêm không thể nhẫn nhịn, lúc này tức giận nói: Ta mới không biết tác dụng của dược liệu đó, ta là nghe chuyện Bùi Nguyên Vũ đã làm mới ngẫu nhiên biết tới, thế mới biết, ngươi cứ đừng hòng dội nước bẩn lên người ta. Nhìn ánh mắt người khác, nàng biết mình càng nói thì càng bôi đen. Trong lúc tâm loạn, giương tay muốn đánh tới trên mặt Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca, ngươi là tiểu tiện nhân âm hiểm độc ác, lại dám nói xấu ta. Có Vũ Hoàng Mặc, Lý Minh Hạo và Ôn Dật Lan ở đây, làm sao có thể trơ mắt nhìn Bùi Nguyên Ca bị đánh. Nhưng ai cũng thật không ngờ, người trước hết cầm cổ tay Diệp Vấn Khanh ngăn lại, lại chính là bản thân Bùi Nguyên Ca. Lúc này nàng một chút cũng không văn tĩnh trầm ổn, ôn hòa có lễ giống lúc trước. Dung nhan thanh lệ tràn đầy ý lạnh băng xương, hai mắt sắc bén, thẳng tắp nhìn gần Diệp Vấn Khanh, lạnh giọng quát. Lời này hẳn là ta nói Diệp tiểu thư ngươi mới đúng. Được lắm, đại tỷ của ta chẳng qua là thân thể không khỏe mới rời đi trước. Từ miệng ngươi lại trở nên vớ vẩn như thế, làm vẩn thanh danh của nàng, còn muốn liên lụy tới ta. Khi nhục Bùi phủ ta như thế, cho dù ta có nhẫn nhịn hơn nữa cũng không thể chịu nhục. Nói xong hốc mắt có chút đỏ lên, vẻ mặt vừa oan ức vừa phẫn nộ. Ngay cả Lý Minh Hạo cũng không biết chuyện gì, nhìn không ra Bùi Nguyên Ca trước mắt là thật sự tức giận hay chỉ là giả vờ như thế. Như thế nào? Làm ra chuyện như vậy còn muốn ở đây lập đền thờ? Nhìn đến ánh mắt của Bùi Nguyên Ca lạnh như băng, trong lòng Diệp Vấn Khanh có chút co rút, nhưng lại lập tức ưỡn ngực cười lạnh nói: Nếu đã làm chuyện không biết xấu hổ như vậy, chẳng lẽ còn sợ người khác nói sao? Cái khác không nói, nếu không phải nữ nhi Bùi phủ các ngươi đều quen quyến rũ người, làm sao lúc này có thể khiến cho hai người Cửu Ca Ca và Lý Minh Hạo song song bảo vệ ngươi? Bốp một tiếng, âm thanh cái tát vang lên, làm cho tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc miệng. Ngay cả Diệp Vấn Khanh cũng bị hành vi của Bùi Nguyên Ca làm cho cả kinh ngây người, một hồi lâu mới nhận thấy trên mặt nóng bỏng đớn, phẫn nộ không thôi quát: Bùi Nguyên Ca, ngươi dám đánh ta? Ngươi tính là cái gì lại dám đánh ta? Ngươi tổn hại thanh danh đại tỷ tỷ ta như vậy, còn muốn hất nước bẩn lên người ta, vì sao ta không dám đánh ngươi? Bùi Nguyên Ca đón ánh mắt của nàng, một chút cũng không lùi bước, tức giận trách mắng: Việc khác ta đều có thể nhẫn, nhưng danh tiết nữ tử quan trọng lớn như trời, nói xấu như vậy, ta tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ. Chỉ một cái tát này còn chưa đủ. Chuyện này, Diệp Vấn Khanh, ngươi phải cho ta một cái công đạo, nếu không, ta quyết không bỏ qua. Công đạo? Ngươi lại dám cùng ta nói công đạo? Cho tới bây giờ, chỉ có Diệp Vấn Khanh đánh người khác, nàng chưa từng bị ai đánh, sớm đã tức giận đến nổi điên, giơ tay muốn đánh trả, nhưng cũng bị Bùi Nguyên Ca chế trụ, trong lúc nhất thời không thể thoát tay, dứt khoát giơ chân nói: Bùi Nguyên Ca, ngươi dám làm càn, chúng ta đến trước mặt hoàng thượng phân xử, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Ngươi cứ việc đi đi, cho dù ngươi không nói, ta cũng muốn thỉnh hoàng thượng phán xét, nếu không bị ngươi bịa đặt như vậy, về sau ta và đại tỷ tỷ phải sống tiếp như thế nào? Bùi Nguyên Ca một bước cũng không nhường, cứng rắn nói, vẻ mặt phẫn nộ. Chương 182, nhiều điểm khả nghi. Chuyện làm ầm ĩ đến chỗ hoàng đế, ngay cả thái hậu cũng bị kinh động. Sau khi nhận được tin tức vội vàng tới, đỡ tay Trương Mama vừa mới tiến vào lều, thái hậu liền thấy đầu một đám người, hai người Bùi Nguyên Ca và Diệp Vấn Khanh quỳ gối đằng trước. Mặt Bùi Nguyên Ca đầy ủy khuất, hàm răng cắn môi, muốn nói còn chưa dám. Còn Diệp Vấn Khanh mặt đầy nước mắt, ôm nửa bên mặt khóc sướt mướt. Sắc mặt thái hậu hơi trầm xuống, sau khi chào hỏi với hoàng đế bèn nhìn về phía hai người. Thái hậu nương nương, Bùi Nguyên Ca, nàng dám đánh con, ngài nhìn mặt của con xem, đến bây giờ dấu tay vẫn còn chưa biến mất. Dù sao đi nữa con cũng là cháu gái của ngài, là đích tiểu thư của Diệp quốc công phủ. Bùi Nguyên Ca ỷ vào sự sủng ái của ngài, dám không xem Diệp gia, Diệp quốc công phủ vào mắt như vậy. Thái hậu nương nương, cầu ngài làm chủ cho con. Thái hậu cưng chiều Bùi Nguyên Ca, thấy thái hậu tiến vào, Diệp Vấn Khanh liền tiên phát chế nhân, nhào lên khóc lóc kể lể, cho thái hậu xem nửa bên mặt sưng đỏ. Lại luôn miệng nói tới Diệp gia và Diệp quốc công phủ, muốn kích khởi thái hậu cùng chung mối thù. Thái độ Bùi Nguyên Ca cũng khác thường, không còn trầm tĩnh như ngày xưa nữa, ủy khuất nói: Thái hậu nương nương, nếu là việc khác, tiểu nữ nào dám mạo phạm Diệp tiểu thư? Nhưng sự thật là Diệp tiểu thư khinh người quá đáng, làm nhục thanh danh tỷ tỷ của tiểu nữ, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng Bùi phủ. Tiểu nữ thật sự... Nói xong giấu mặt trong tay áo khóc,
bộ dáng điềm đạm. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế này? Thái hậu thấy thế vẻ mặt càng lộ ra không vui. Vũ Hoàng Mặc đúng lúc mở miệng: "Hoàng tổ mẫu, sự tình là như vậy." Sau đó bèn kể lại sự tình trải qua từ đầu tới đuôi. Nghe nói chuyện liên quan đến Lý Tiêm Nhu, Triệu Nguyệt Yến lại đề cập đến Lý Tiêm Vũ và Vũ Hoàng Chiết. Thái hậu lặng lẽ liếc nhìn hoàng đế, quả nhiên thấy vẻ mặt hoàng đế không vui, hiển nhiên là nhớ tới chuyện phong lưu ở Lâm Giang Tiên, không khỏi thầm hận trong lòng. Sau khi nghe được Diệp Vấn Khanh nói đến chuyện Bùi Nguyên Vũ lại làm nhục Bùi Nguyên Ca ở trước mặt mọi người, Thái hậu thường ngày luôn trầm ổn ung dung, nhưng giờ đã khó có thể che giấu tức giận, vẻ mặt thể hiện ba phần cáu giận. Diệp Vấn Khanh đúng là thành việc không đủ, bại sự có thừa. Nhìn đến ánh mắt Thái hậu, Diệp Vấn Khanh có chút co rúm, lại lập tức gượng chống nói: "Con cũng không có nói gì sai, Bùi Nguyên Vũ thật sự là làm ra loại chuyện này mà." "Hồ nháo!" Thái hậu tức giận quát lớn nói: "Không nói đến chuyện của Bùi đại tiểu thư, nghĩ lại lời ngươi mới vừa nói xem. Làm sao lại là lời của khuê nữ nhi gia nên nói? Nữ nhi gia tốt đẹp, cho dù thật sự nghe mấy lời này cũng nên che lỗ tai, tự nhủ trong đầu là quên đi. Ngươi lại nói ra ở trước mặt mọi người. Ngươi..." Thái hậu tức giận đến cả người run run. Nếu việc này lan truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ Diệp Quốc công phủ dạy con gái như thế nào đây? Thật sự là vụng về như lợn, hơn nữa còn muốn phá hủy thanh danh của Bùi Nguyên Ca ở trước mặt mọi người. Rõ ràng hiện tại tất cả mọi người đều biết Bùi Nguyên Ca là người của bà, là người bà an bài cho hoàng đế. Diệp Vấn Khanh lại làm ra chuyện thế này, nếu thật sự thanh danh Bùi Nguyên Ca bị hủy, nàng không thể tiến cung, ai có thể bù lại cho bà một quân cờ có thể bắt lấy tâm tư hoàng đế, lại tinh xảo đặc sắc đến thế. Khó trách Bùi Nguyên Ca xưa nay trầm ổn, lại ra tay đánh người, còn làm chuyện ầm ĩ đến chỗ hoàng đế. Đang êm đẹp, nữ tử nào lại nguyện ý thanh danh bị bôi đen như vậy? Thái hậu nương nương, xưa nay ngài biết tiểu nữ là người như thế nào, chuyện tối hôm qua tiểu nữ cũng đành nuốt xuống. Dù sao Diệp tiểu thư chỉ ra tay mà thôi, nhưng hôm nay Diệp tiểu thư nói như vậy ở trước mặt mọi người, tiểu nữ nếu không cầu sự công bằng, tùy ý lời đồn đãi nổi lên bốn phía, về sau phải sống như thế nào? Thế nên mới bất đắc dĩ đến trước mặt hoàng thượng và thái hậu phân xử. Đại tỷ tỷ của con rõ ràng chính là thân thể không khỏe, cũng từng bẩm báo qua thái hậu nương nương, mới rời bãi săn về phủ trước, như thế nào lại nổi lên lời đồn thái quá như vậy? Bùi Nguyên Ca hai mắt đẫm lệ, mông lung như khói như sương, điềm đạm đáng yêu. Thái hậu gật gật đầu, trong lòng bỗng nhiên chợt rùng mình. Chuyện của Bùi Nguyên Vũ là bà tính kế sắp xếp, từ đầu tới cuối đều là người của bà khống chế, hẳn là rất bí mật mới đúng. Làm sao nha đầu Diệp Vấn Khanh có thể biết? Nếu nói Diệp Vấn Khanh trong lúc vô ý nghe được, hiển nhiên là chuyện này bị người của Diệp Thị nắm tin tức. Chẳng lẽ bên người bà còn có tai mắt của Diệp Thị? Bị lời nói của Bùi Nguyên Ca gợi lên, nhớ lại chuyện tối hôm qua, trong lòng Thái Hậu ngược lại càng thêm nghi ngờ. Tối hôm qua đẩy Bùi Nguyên Ca, làm hại nàng ngã sắp xuống, hôm nay lại sỉ nhục Bùi Nguyên Ca ở trước mặt mọi người. Vì sao Diệp Vấn Khanh lại luôn nhằm vào nàng? Tối hôm qua, Diệp Vấn Khanh còn nhắc tới Phế Hậu. Lúc trước, chuyện của Ngọc Thanh cho thấy Diệp Thị đã chậm rãi giờ trọng tâm đến Phế Hậu vì không muốn bị Phế Hậu đoạt mất quyền lực, trở thành con rối. Hơn nữa Phế Hậu tự tìm đường chết, mưu hại Triệu Tiệp Dư và Long Duệ. Thái Hậu mới thuận thế trừ bỏ mối họa lớn này. Sau đó quả nhiên Diệp Thị yên tĩnh một chút, rốt cuộc cũng đối với bà tận tâm hết sức. Chẳng lẽ nói hết thảy mọi chuyện chỉ là mặt vẻ ngoài, kỳ thật vẫn còn có nhiều người Diệp Thị vì chuyện của Phế Hậu ghi hận, không thể phát tác với Thái Hậu, cho nên chuyển mũi nhọn vào Bùi Nguyên Ca, muốn báo thù cho Phế Hậu. Dù sao, Diệp Vấn Khanh là đích tiểu thư Diệp Quốc công phủ, nếu không phải có người dung túng, làm sao nàng có thể đối phó Bùi Nguyên Ca lần nữa? Bởi vì chuyện của Phế Hậu, Thái Hậu vốn đã bất mãn đối với Diệp Thị, nay càng tăng thêm lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt chưa từng biểu hiện ra ngoài. Hồ nháo, thực sự là hồ nháo. Đúng lúc này, hoàng đế bỗng nhiên phát tác, vỗ bàn vẫn nộ quát. Rốt cuộc là ai truyền ra loại lời đồn này? Chuyện của Bùi đại tiểu thư trẫm không biết, nhưng như thế nào ngay cả trẫm cũng bị dính vào. Rốt cuộc là ai đồn đãi? Diệp Vấn Khanh ngươi cho trẫm biết, chuyện này trẫm nhất định phải truy cứu. Ai ra cũng thấy thật là kỳ quái, rõ ràng đứa nhỏ Nguyên Vũ thân thể không khỏe, nên mới xin phép ai ra. Ai ra đã phái người hộ tống nàng về phủ trước, làm sao có thể truyền ra lời đồn thái quá như vậy? Vấn Khanh, nhà đầu ngươi nghe hồ ngôn loạn ngữ từ đâu vậy? Thấy bộ dáng hoàng đế tức giận, trong lòng Thái Hậu chấn động, đột nhiên hiểu ra được nguyên nhân hoàng đế tức giận chỉ sợ cũng giống với bà. Chuyện của Bùi Nguyên Vũ bí mật như thế,
Vì sao Diệp Vấn Khanh lại biết? Chỉ sợ hoàng đế cũng có lòng nghi ngờ Diệp Thị an bày cơ sở ngầm bên người hắn. Xưa này loại chuyện này là đế vương kiêng kỵ nhất. Nếu hoàng đế có lòng nghi ngờ, chỉ sợ càng ngày càng bất mãn Diệp Thị. Bởi vậy Thái Hậu dùng ngôn ngữ ám chỉ, đồng thời ở phía người khác không nhìn thấy được, nhảy mắt với Diệp Vấn Khanh. Diệp Vấn Khanh cuối cùng cũng không đến nỗi ngốc, thấy thế cắn môi nói. Tiểu nữ cũng chỉ là trong lúc vô ý nghe người ta nói, cũng không biết người nói chuyện là ai. Vớ vẩn, quả thực là vớ vẩn. Ngay cả nói cũng không biết là ai nói, lại coi như là đúng đi kể khắp nơi, còn lấy đó để nói xấu Bùi Tứ tiểu thư và Bùi Đại tiểu thư. Người còn có chút quy củ nào không hả? Hoàng đế quát, khó kiềm chế tức giận, giọng nói lạnh lùng. Hừ, tính tình Bùi Thượng thư thế kia, lại là người thương con như mạng. Lần trước vì chuyện Trấn Quốc hầu phủ, nói thẳng muốn máu tươi ngự thư phòng, ngay cả trẫm cũng không có biện pháp đối với hắn. Hiện tại Diệp Vấn Khanh người giỏi lắm, cùng một lúc đắc tội hai con gái của hắn. Chờ Bùi Thượng thư đập phá Diệp Quốc công phủ, tự mình chọc họa thì tự mình thu dọn, ai cũng đừng tìm đến trẫm tố khổ. Trong lòng Bùi Nguyên Cà khẽ động, nhanh chóng nâng mắt nhìn hoàng đế bên kia, đón nhận đôi mắt hoàng đế sâu thẳm. Ý tứ lời này của hoàng đế không phải là ám chỉ nàng có thể cho phụ thân đi đập phá Diệp Quốc công phủ hay sao? Hoàng đế muốn mượn cơ hội này tiếp tục đánh vào mặt Diệp Quốc công phủ. Dù sao hiện tại Diệp Quốc công phủ đang trong thời buổi rối loạn, nhất định sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà vật cực tất phản. Chẳng lẽ hoàng đế không sợ thật sự bức Diệp Quốc công phủ nóng nảy, chó cùng rứt dậu hay sao? Bùi Nguyên Ca nghĩ, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng đôi mắt không lộ ra mảy may, đã thấy hoàng đế ở chỗ khác người, không thể nhìn ra gật đầu. Trong lòng Bùi Nguyên Ca kinh hãi rũ mắt, âm thầm khẩn trương suy tư, nàng sở dĩ muốn làm ầm ĩ chuyện. Thứ nhất là Diệp Vấn Khanh nói như vậy trước mặt mọi người, nếu chẳng phân biệt trắng đen rõ ràng, sau này còn không biết sẽ sinh ra lời đồn đãi nhảm nhí gì nữa. Thứ hai, lại có chút kỳ quái tại sao Diệp Vấn Khanh lại biết chuyện Bùi Nguyên Vũ, muốn thừa dịp lúc Thái Hậu đang đông nghi mẫn cảm, làm cho bà và Diệp Thị sinh ra hiểm khích. Đợi chút, sinh hiểm khích? Chẳng lẽ dụng ý chân chính của Hoàng đế không chỉ là mượn việc này chèn ép Diệp Thị, mà còn muốn việc này làm cho Thái Hậu và Diệp Thị nội bộ lục đục? Diệp Thị vốn không hề đồng lòng, có người ủng hộ Thái Hậu, cũng có người ủng hộ Hoàng hậu, hơn nữa người ủng hộ Hoàng hậu càng nhiều hơn. Hiện tại tuy rằng Hoàng hậu bị phế, bề ngoài thoạt nhìn Diệp Thị chỉ có một con đường ủng hộ Thái hậu, nhưng những người vốn ủng hộ Hoàng hậu đối với chuyện phế hậu thì khó tránh khỏi sinh ra bất mãn. Hơn nữa nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chuyện phế bỏ Hoàng hậu chính là Bùi Nguyên Ca, mà mọi người đều biết nàng là người của Thái hậu, điều này sẽ làm ra những người ủng hộ Hoàng hậu hoài nghi Hoàng hậu bị phế có phải là do một tay Thái hậu bày ra hay không. Nếu lúc này phụ thân bởi vì nàng đi đập phá Diệp Quốc công phủ, dưới tình huống hoàng đế âm thầm đồng ý, tuyệt đối sẽ không trách phạt phụ thân. Tình hình này trong mắt Diệp Thị sẽ cảm thấy bởi vì Bùi Nguyên Ca, Bùi Phủ đã có thể leo lên đầu Diệp Thị, bất mãn với nàng càng sâu. Đồng dạng trong mắt mọi người, nàng và Thái hậu cột chặt vào nhau, bất mãn với nàng cũng sẽ làm khắc sâu bất mãn với Thái hậu, mà nếu Thái hậu nhận thấy được tình hình cũng sẽ càng thêm nghi ngờ với Diệp Thị. Này quả thực chính là phiên bản lúc trước châm ngòi Thái hậu và Hoàng hậu, chẳng qua chiến trường từ hậu cung đã rời đến tiền triều mà thôi. Thoạt nhìn, hoàng đế đã có ý khai đao đối với Diệp Thị. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Ca xác định chủ ý, cũng nhìn hoàng đế gật gật đầu. Đôi mắt hoàng đế xẹt qua một chút ý nhợt nhạt, lập tức biến mất. Bùi Nguyên Ca và hoàng đế âm thầm trao đổi, ai cũng không để ý. Chỉ có Vũ Hoàng Mặc chú ý nhất cử nhất động của Nguyên Ca, bởi vậy chuyện của Bùi Nguyên Vũ cũng biết tường tận. Nghe lời của Thái Hậu và hoàng đế, đã mơ hồ đoán ra đại khái việc này. Hơn nữa, hoàng đế đột nhiên tức giận, chỉ cần suy đoán sâu hơn, cẩn thận chú ý vẻ mặt của hoàng đế, liền nhìn thấy hai người trao đổi ánh mắt, nhất thời cũng biết tín hiệu hoàng đế sẽ động thủ đối với Diệp Thị, bản tính trong đầu cũng bắt đầu chuyển động. Đột nhiên, ánh mắt Vũ Hoàng Mặc xẹt qua Lý Minh Hạo, trong lòng hiện lên một ý nghĩ. Với hắn mà nói, Lý Minh Hạo dạo gần đây dây dưa không ngớt với Nguyên Ca thật sự là rất đáng ghét, nhưng hiện tại, Lý Minh Hạo lại được phụ hoàng coi trọng, hắn cũng không thể ra tay. Nếu phụ hoàng động thủ với Diệp Thị, chi bằng thừa cơ hội này, nghĩ biện pháp đẩy Lý Minh Hạo qua phía Diệp Thị. Tiếp theo, thừa dịp phụ hoàng diệt trừ Diệp Thị, thuận tiện sẽ xử lý sạch sẽ Lý Minh Hạo. Chương 183. Thái hậu tứ hôn. Thái hậu lại không để tâm lời của hoàng đế, chỉ cho rằng hắn nhớ tới lần trước Bùi Chư Thành làm ầm ĩ, thuận miệng nói vui đùa thôi. Nhưng bà cũng biết,
Tình hình trước mắt cực kỳ bất lợi đối với Diệp Thị và Vũ Hoàng Chiết, phải nhanh chóng xử lý chuyện này như đào sắt chặt dây rối. Thời gian càng dài, Hoàng đế cũng sẽ càng bất mãn càng sâu đối với Diệp Thị và Vũ Hoàng Chiết, liền nói ngay: "Vân Khanh người quá làm càn, còn không mau bồi tội với Bùi tứ tiểu thư." "Ta bồi tội với nàng?" Diệp Vân Khanh như là không thể tin vào tài của chính mình, bởi vì thực lực Diệp Thị hùng hậu, hậu cung lại có người là hoàng hậu và thoái hậu làm chỗ dựa. Xưa này Diệp Vân Khanh kiêu căng thành tính, ngay cả Vũ Hoàn Yên là công chúa cũng chưa hề để trong lòng, huống chi là Bùi Nguyên Ca, chỉ là đích nữ phủ thượng thư. Hơn nữa, nàng nghe được trong gia tộc có lời đồn đãi, nói hoàng hậu bị phế là do Bùi Nguyên Ca bày quỷ kế, tình cảm của nàng và phế hậu thâm trọng, bởi vậy hết sức thống hận đối với Bùi Nguyên Ca, thêm vào chuyện của Vũ Hoàng Mặc. Huống chi, hiện tại nàng bị Bùi Nguyên Ca tát một cái, chẳng những thái hậu không làm chủ, ngược lại còn đi giúp người ngoài, bắt nàng đi xin lỗi Bùi Nguyên Ca. Nàng chính là đích tiểu thư của Diệp Quốc Công Phủ, là cháu gái ruột của thái hậu đó. Có phải thái hậu già rồi nên hồ đồ không? Hay là bị Bùi Nguyên Ca ám tà thuật gì rồi? Chẳng lẽ nói, lời đồn trong gia tộc là thật, thái hậu thật sự muốn giúp đỡ Bùi Nguyên Ca leo lên hậu vị, bởi vậy không tiếc dư lực, tài bồi, thậm chí là vì thế phế bỏ hoàng hậu. Cháu gái ruột không tin, lại đi tin tưởng một người ngoài, đầu óc thái hậu có vấn đề sao? Diệp Vân Khanh nghĩ, không nhịn được mở miệng nói, thái hậu nương nương, rõ ràng phải là Bùi Nguyên Ca bồi tội với con, người thì lại làm ngược lại, người bị hồ đồ rồi sao? Cho dù là hoàng hậu trước kia cũng không dám nói lời bất kính trước mặt thái hậu như vậy, huống chi chỉ là một Diệp Vấn Khanh nhỏ nhỏ. Thái hậu nhất thời tức giận đến sắc mặt tái nhợt, tay run run chỉ vào Diệp Vấn Khanh, nói không nên lời. Đôi mắt vốn dĩ đã già vì tuổi tác mà có chút đục ngầu, tràn ngập dục liệt, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, giọng nói run run: "Trường mà ma, mau mau đem." Chỉ cảm thấy cổ họng dâng lên một đợt máu tanh, trời đất quay cuồng. "Thái hậu nương nương, ngài không sao chứ?" Bùi Nguyên Ca hợp thời tiến lên, cuống quýt đỡ lấy thái hậu, liên tục nói: "Thái hậu nương nương bớt giận, trăm ngàn phải bảo trọng thân thể. Ôi, đều là tiểu nữ không tốt, tiểu nữ không nên làm ầm ĩ chuyện này." Như là nghĩ đến lời nói của Diệp Vấn Khanh nhắc tới sự tình trọng đại, không thể không biện bạch, tranh luận tự bảo vệ mình, trong lúc nhất thời vừa chịu ủy khuất, vừa khiến thái hậu đau lòng, vẻ mặt bi thương. "Tóm lại, đều là lỗi của tiểu nữ, nếu không có tiểu nữ sẽ không có chuyện thị phi hôm nay, cũng sẽ không làm cho thái hậu nương nương tức giận, thế nên tổn thương tới phượng thể." Ở bên cạnh, Diệp Vấn Khanh lại châm chọc khiêu khích: "Vốn chính là lỗi của ngươi, lúc này lại giả vờ làm người tốt." "Ngươi..." Nghe Bùi Nguyên Ca dịu dàng an ủi, thậm chí nhận toàn bộ lỗi lầm lên người mình, Diệp Vấn Khanh lại vẫn không biết tốt xấu như vậy, còn ở bên cạnh nói mát. Thái hậu tức giận càng sâu, càng cảm thấy Diệp Vấn Khanh làm cản như vậy, không thể giải thích do tính tình kiêu căng. Căn bản chính là có người khuyến khích, cố ý kích động nàng, lúc này cũng không giữ mặt mũi tức giận quát: "Diệp Vấn Khanh, người mau cút xéo cho ai ra." Thái hậu nương nương bất giận, mắt thấy tình thế không khống chế được, Triệu Nguyệt Yến vẫn luôn nhẫn nại ở bên cạnh mở miệng nói: "Chuyện này cũng không hoàn toàn trách Diệp tiểu thư, đều là tại Lý Tiêm Nhu gây chuyện, ở bên cạnh xúi giục châm ngòi, thế này mới làm cho Diệp tiểu thư và Bùi tứ tiểu thư ầm ĩ, biến thành cục diện hiện tại. Theo tiểu nữ chứng kiến, việc này hẳn là nên phạt nặng Lý Tiêm Nhu, lấy đó làm gương mới được. Khó trách lúc trước Ngũ Điện Hạ không muốn cưới nàng, nguyên do nàng là người thích gây chuyện như vậy. Dù sao, nếu thực sự làm cho Diệp Vấn Khanh chịu trách phạt, khó bảo toàn vị đại tiểu thư này cuối cùng sẽ không giận chó đánh mèo đến trên đầu nàng là người khởi xướng. Xem tình hình trước mắt, Diệp Vấn Khanh vốn không phải là đối thủ của Bùi Nguyên Ca, Triệu Nguyệt Yến không dám đẩy tội đến trên người Bùi Nguyên Ca, bèn đẩy đến Lý Tiêm Nhu ra. Theo nàng thấy, chuyện ở Lâm Giang Tiên đã khiến Ngũ Điện Hạ mặt xám mày cho, thái hậu nhất định không có ấn tượng tốt đối với Lý Tiêm Nhu, đổ trách nhiệm lên người nàng là thích hợp nhất. Còn nữa, nếu việc này quy tội Lý Tiêm Nhu xúi giục châm ngòi, nhân phẩm bại hoại, chuyện Ngũ Điện Hạ và Lý Tiêm Vũ đã làm ngược lại có đường sống. Đổ trách nhiệm lên trên người Lý Tiêm Nhu, muốn cho Vũ Hoàng Chiết và Lý Tiêm Vũ thoát tội, ý tưởng của Triệu Nguyệt Yến cũng phù hợp thói thường của con người. Đáng tiếc, nàng ta đã quên chuyện Lâm Giang Tiên, Vũ Hoàng Chiết và Lý Tiêm Vũ bị bắt ở trước mặt mọi người, ngôn hành cử chỉ đã sớm chuyển khắp nơi, khắp các góc lớn ngõ nhỏ đều biết. Nếu có thể đổ tội lên Lý Tiêm Nhu, lúc trước lấy thế lớn của Diệp Thị, trọng quyền của Hoàng hậu và Thái hậu song uy, làm sao có thể để cho thanh danh của Vũ Hoàng Chiết bị bôi đen, khó có thể rửa sạch. Hiện tại nàng còn nói như vậy, ngoại trừ nhắc lại chuyện gièm pha này,
ngoài chuyện chứng minh là người một nhà nhân phẩm ti tiện cũng không có chút tác dụng. Triệu Nguyệt Yến, làm người cũng không nên quá vô sỉ như thế. Ở bên cạnh, Ôn Dật Lan căn bản không thể ngồi yên, cũng bất chấp hoàng đế và thái hậu ở trước mặt trách cứ nói, rõ ràng chính là các ngươi khi dễ Lý tiểu thư, đoạt mất chỗ nàng cưỡi ngựa, lại đoạt cả ngựa của nàng, còn làm hại nàng bị thương. Lúc này vậy mà lại muốn đổ tội cho Lý tiểu thư, ngươi còn có lương tâm hay không? Các ngươi còn nói Lý tiểu thư suối bẩy, chuyện ở Lâm Giang Tiên cũng không phải là nàng làm sai, rõ ràng chính là muội muội của nàng. Nghe Ôn Dật Lan như chuẩn bị nói ra tên của Vũ Hoàng Chiết, Bùi Nguyên Ca mạnh tay kéo nàng một chút, ngăn cản nàng lại tiếp tục nói. Dù sao còn ở trước mặt thái hậu, nếu Ôn Dật Lan thực sự nói là lỗi của Vũ Hoàng Chiết, khó bảo toàn sẽ không bị thái hậu ghi hận. Hoàng thượng, thái hậu nương nương, không biết vi thần có thể nói một câu công bằng hay không? Đúng lúc này, chính là Lý Minh Hạo nãy giờ một mực yên lặng, không lên tiếng, ánh mắt nhìn mọi người kỹ càng, chắp tay hành lễ với hoàng đế và thái hậu nói. Chuyện này từ đầu tới cuối, vi thần đều tận mắt chứng kiến. Nguyên nhân đúng là bởi vì Triệu tiểu thư và các vị tiểu thư khác bắt nạt Lý tiểu thư. Diệp tiểu thư chính là bị các nàng dối gạt, nghĩ là các nàng bị khi dễ cho nên mới bênh vực lẽ phải. Còn nếu thật sự truy cứu, chân chính chịu trách phạt phải là vài vị tiểu thư kiêu căng ngang ngược này mới đúng, làm bị thương các tiểu thư. Về phần khác, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Một câu các vị tiểu thư khác nhẹ nhàng tránh đi Lý Tiêm Nhu và Diệp Thị phân tranh, lại biện minh hắn chỉ là hiểu lầm mà đổ trách nhiệm lên đám người Triệu Nguyệt Yến. Lý Minh Hạo đây là tìm bậc thang cho thái hậu. Ánh mắt Bùi Nguyên Ca nhanh chóng chuyển qua, nhìn kỹ Lý Minh Hạo, đón nhận là ánh mắt đối phương cười nham nhở. Bùi Nguyên Ca có chút nhíu nhíu mày, thu hồi ánh mắt, âm thầm trầm tư. Lúc trước vẻ mặt thái hậu đối với Bùi Nguyên làm cho nàng đoán thái hậu có ý mượn sức Lý Minh Hạo. Hiện tại Lý Minh Hạo nói như vậy, có phải đại biểu cho hắn đã chấp nhận thái hậu và Diệp Thị mượn sức hay không? Thái hậu vì việc liên lụy đến Vũ Hoàng Chiết mà phẫn hận, nghe được lời nói của Lý Minh Hạo nhất thời kinh hỉ. Trước mặt hoàng đế, Lý Minh Hạo bảo vệ bà và Diệp Thị như vậy, hiển nhiên là quyết định chấp nhận Diệp Thị mượn sức. Thứ hai, tình hình trước mắt đối với Vũ Hoàng Chiết vô cùng bất lợi, Diệp Vấn Khanh lại là tính tình như vậy, nếu tiếp tục ầm ĩ, nói không chừng sẽ mất hết mặt mũi. Mà Lý Minh Hạo đổ trách nhiệm lên Triệu Nguyệt Yến vô danh tiểu tốt, vô cùng hợp với tâm ý của bà. Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ chính là bởi vì đám người Triệu Nguyệt Yến mà ra. Thái hậu càng cáu giận những người này, hận không thể bầm thây vạn đoạn các nàng. Nhưng mà lời này rõ ràng là bảo vệ Diệp Vấn Khanh và Vũ Hoàng Chiết. Ngược lại, thái hậu khó mà nói, chỉ yên lặng nhìn hoàng đế. Hoàng đế nhíu mày nhìn Lý Minh Hạo, ánh mắt u ám, vẻ mặt âm trầm, qua một lát mới chậm rãi nói. Lời của Lý Ái Khanh rất có lý. Một khi đã như vậy, trục xuất đám người Triệu Nguyệt Yến ra khỏi bãi săn, suốt đời không thể lại vào. Trương Đức Hải, chuyện này giao cho ngươi xử lý, thuận tiện truyền chỉ cho cha mẹ các nàng, và bọn họ phải dạy lại con gái. Nếu không dạy con cho tốt, tạm thời cũng không cần làm việc công. Nếu canh cả nữ nhi của mình cũng dạy không tốt, làm sao chậm yên tâm giao sự vụ triều chính cho bọn họ xử lý? Vâng ạ. Trương Đức Hải khom người lĩnh chỉ. Đám người Triệu Nguyệt Yến nghe vậy, nhất thời ngã trên mặt đất. Tuy các nàng là đích nữ, cũng rất được cha mẹ sủng ái, nhưng còn có huynh đệ tỷ muội, hơn nữa tiền đồ gia tộc quan trọng hơn các nàng. Hiện tại, bởi vì các nàng nhất thời vô ý, đắc tội Diệp Vấn Khanh và Bùi Nguyên Ca, có lẽ còn bao gồm cả Cửu Điện Hạ. Này bị hoàng thượng hạ chỉ trục xuất khỏi bãi săn, mặt mũi mất hết không nói, còn liên lụy tới phụ thân, mọi việc xảy ra cùng lúc, về sau các nàng tuyệt đối không sống tốt được. Tại khoảnh khắc này, các nàng cũng vô cùng hối hận, vì sao lại cứ muốn bắt nạt Lý Tiêm Nhu. Nếu không phải nhất thời kiêu căng, cũng sẽ không tiếp nhận kết cục như vậy. Nếu sau khi bị Bùi Nguyên Ca cảnh cáo, các nàng hiểu được mà thu liễm, không châm ngòi xúi dục Diệp Vấn Khanh, làm ầm ĩ sự việc cũng sẽ không rơi vào tình thế như bây giờ. Bỗng nhiên có người kinh hô ra tiếng, hoàng thượng minh giám, chuyện này là Triệu Nguyệt Yến xúi dục, không quan hệ cùng tiểu nữ là oan uổng. Dạ đúng, đều là lỗi của Triệu Nguyệt Yến, vẫn xin hoàng thượng khai ân, khoan thứ cho chúng tiểu nữ đi. Trong lúc nhất thời, âm thanh cầu xin tha thứ vang lên vang dội. Đáng tiếc, cho dù là hoàng đế hay là Trương Đức Hải phụng chỉ làm việc, một chút cũng không bị tiếng kêu oan của các nàng đả động. Trương Đức Hải ra lệnh cho thị vệ đại nội, đưa các tiểu thư thiên kim đi ra ngoài, đến chỗ cha mẹ của các nàng. Trong lều, thái hậu lập tức đổi đề tài, làm cho hoàng đế mau chóng quên chuyện vừa rồi đi.
bèn chĩa mũi giáo về phía Vũ Hoàng Mặc, ánh mắt đục ngầu bắn ra âm lãnh sáng lóa, ra vẻ tử ái, kỳ thực là hoài nghi hỏi: đứa nhỏ Mặc Nhi này, sao cả ngày thu xuân đầu tiên đều vắng mặt như thế, hôm nay lại xuất hiện ở chỗ có chuyện không may, vừa vặn chứng kiến sự kiện trải qua, thật là vừa khéo. Ý nghĩ của lời nói này hiển nhiên là để lộ ra hoài nghi. Diệp Vấn Khanh thầm thương trộm nhớ Vũ Hoàng Mặc, đây là chuyện mọi người đều biết. Này Diệp Vấn Khanh luống cuống như vậy, Vũ Hoàng Mặc lại vừa vặn xuất hiện ở hiện trường. Trong chuyện này liệu có quan hệ gì hay không? Có khả năng là Vũ Hoàng Mặc châm ngòi từ giữa, cố ý gần gũi Bùi Nguyên Ca, khiến cho Diệp Vấn Khanh nổi lên ghen tị, châm ngòi quan hệ hai người. Hơn nữa tối hôm qua, rõ ràng hắn được ám vệ đưa vào lều, khi lục soát lại không thể tìm ra hắn, thật sự là rất kỳ quái. Vũ Hoàng Mặc dường như cũng không có việc gì nói. Hồi Hoàng Tổ Mẫu, Tôn Nhi là phụng lệnh Mẫu Phi đến truyền Bùi Tứ Tiểu Thư, thế này mới chứng kiến được sự việc diễn ra. Bằng không, nếu Bùi Tứ Tiểu Thư bị người oan uổng nói xấu thanh danh, Hoàng Tổ Mẫu chẳng phải sẽ đau lòng lắm hay sao? Tôn Nhi cũng là vì Hoàng Tổ Mẫu mà suy nghĩ thôi. Hắn đến sân nữ tử luyện tập cưỡi ngựa, thân mình còn có chút kỳ quái, nếu không tìm lý do thích hợp sẽ dễ dàng bị người nghi ngờ. Người đứa nhỏ này, tối hôm qua Liễu Quý Phi mới giữ Bùi Nguyên Ca, hôm nay lại cho Vũ Hoàng Mặc đến truyền nàng, rốt cuộc là suy tính chuyện gì? Ánh mắt Thái Hậu dừng ở Vũ Hoàng Mặc, bỗng nhiên vẻ mặt vừa động, mỉm cười nói: nếu Mặc Nhi người hiếu thuận ai ra như vậy, không bằng nghe lời ai ra sớm thành hôn đi, ai ra thêm vui mừng. Nha đầu Vấn Khanh kia mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng đối với ngươi là mối tình thắm thiết, không bằng ai ra làm chủ, tứ hôn cho các ngươi, sớm ngày thành hôn, như thế nào? Nghe vậy, ánh mắt Lý Minh Hạo nhất thời sáng lên. Hết chương 183, hết tập 51. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại tới. Diệp Vấn Khanh đúng là cái đầu não ngắn, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà từ sự việc náo loạn của nàng ta, thì Thái Hậu lại muốn hạ độc thủ, là muốn tứ hôn nàng ta cho Mặc Mặc. Nguyên Ca sẽ có phản ứng như thế nào? Các bạn nhớ đón nghe tập 52 được phát sóng vào lúc 20 giờ tối này sẽ rõ nhé. Chuyện Đích Nữ Vô Song do Trang diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu các bạn thấy phần âm thanh và hình ảnh này xuất hiện ở đâu, thì đấy chính là hành vi ăn cắp. Hãy giúp Trang report nó. Xin chào và hẹn gặp lại.